Chương 261, người muốn giết ta, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ từ trước đến nay không tốt, cũng tại mấy ngàn năm trước bột phát qua một trận chấn kinh cổ kim khoáng thế đại chiến, dẫn đến song phương tử thương vô số, thay nằm vạn dặm, suýt nữa bị thần ưng nước nhặt được tiện nghi, may mà song phương kịp thời thu tay lại hòa đàm. Mới không có tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, dù vậy Vân Hoàng nước như củ lâm vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, thường xuyên lọc vào thần ưng nước xâm lược, tổn thất nặng nề, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng. Vân Hoàng nước cùng thần ưng nước chính là thù truyền kiếp, quan hệ có thể nào không ác liệt, mà trải qua hơn ngàn năm phát triển về sau. Ngoại trừ một chút cực đoan ngoan cố đặc thù gia hỏa bên ngoài, đại bộ phận yêu tộc kỳ thật đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận nhân loại, cũng dần dần dung nhập trong đó, không chút nào khoa trương giảng bây giờ vân hoàng trong nước cơ hồ mỗi cái thành thị bên trong đều sinh hoạt lượng lớn yêu tộc chỉ bất quá cần che giấu tung tích không ai biết thôi nhưng dựa theo cái này xu thế tin tưởng không được bao lâu vân hoàng nước liền có thể cùng yêu tộc triệt để sống chung hòa bình trở thành bằng hữu đến lúc đó vân hoàng nước thực lực tổng hợp cũng đem bởi vì yêu tộc gia nhập mà tăng lên trên diện rộng áp đảo thần ưng nước cùng thánh liên bang phía trên mặc dù bây giờ đã có chút yêu tộc nguyện ý là vân hoàng nước hiệu mệnh nhưng dù sao cũng là số ít khó mà cải biến hiện trạng tóm lại hết thảy đều đang trở nên càng tốt hơn nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện quy mô lớn yêu tộc tập kích rất rõ ràng không thích hợp phải biết một khi xử lý không tốt gây nên đẳng cấp cao yêu tộc oán giận như vậy sợ rằng sẽ làm song phương kinh doanh thật lâu tín nhiệm lần nữa về không thậm chí bộc phát lần thứ hai đại chiến Vô luận như thế nào, nhất định phải nhanh trấn áp, huy. Minh Khê, người đến Bạch Lâm khu sao, không có, ta bị Hoa Quỳ Tử ngăn cản. Minh Khê một bên đối địch, một bên trả lời, ngữ khí hơi có vẻ phí sức, cái gì, Hoa Quỳ Tử. Liền nàng cũng đang tập kích thành thị, ừm, tình thế tính nghiêm trọng, đã vượt xa đoán trước, ha ha ha, phá hư đi, phá hủy đi, làm cho cả thiên dương thành phố đều hóa thành phế tích thành khu phía tây lầu trọ bên trong Loka lợi dụng bí pháp viễn trình giám thị các nơi tràn cảnh nhịn không được cười to nói chúng ta thành công ga đồng dạng ý cười đầy mặt bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì chế tạo yêu tộc tập kích nhiễu loạn vân hoàng nước sau đó gây nên vân hoàng nước cùng yêu tộc đối lập để cả hai không có cách nào dung hợp trước mắt đến xem đã thành công một nửa về phần một nửa khác thì là coi đây là chỗ đột phá tại vân hoàng nước chế tạo càng nhiều yêu tộc tập kích sự kiện, triệt để ảnh hưởng căn cơ của nó, hì hì, thế nào, ta không lừa các ngươi đi, hôm nay phi thường thú vị, Ojuna cười nói, ừm, làm không sai Ojuna, sau khi trở về ta sẽ lập tức báo cáo cho Ferry bá tước, thỉnh cầu hắn trùng điệp ngợi khen. Loka tán thưởng nói, cúc, đa tạ, thân yêu Loka tiên sinh, Ojuna hai mắt sáng lên, cao hứng nói, nếu như có thể tiến vào ri bá tước tầm mắt, mình khẳng định sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đây một bước lên mây, đưa thân thượng tầng, thoát khỏi hiện tại luôn luôn phụ trách xông pha chiến đấu thân phận, tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta không sai biệt lắm nên rút lui. Sự tình phía sau đã cùng chúng ta không có quan hệ, Loka chặt đứt bí pháp, ngưng trọng nói, mục đích của bọn hắn đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi đây gánh chịu phong hiểm. Nếu là bị Linh Yêu hội quán phát hiện lời nói liền phiền toái, bởi vì cho dù toàn thân trở ra, Linh Yêu hội quán cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc ra ra thứ gì, rốt cuộc mấy cái thần ưng nước tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Dương thành phố. Sau đó liền có yêu tộc bạo loạn sự tình, chỉ cần Linh Yêu hội quán cao tầng không phải là đồ ngốc, rất khó không liên hệ với nhau, đến lúc đó dù là không có bất kỳ chứng cớ nào, Vân Hoàng nước như thường có thể đem nồi vứt cho thần ưng nước hóa giải cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn, như tìm được chứng minh lời nói thì lại càng không cần phải nói, yêu tộc đem lập tức đảo hướng vân hoàng nước. Đem thần ưng nước coi là địch nhân, đây là thần ưng nước cao tầng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, rốt cuộc vụn trộn, bọn hắn cùng một ít yêu tộc cũng có được trình độ nhất định hợp tác, đúng, ga gật đầu, lập tức do dự nói, lão đại, muốn hay không thừa cơ thuận tiện đem tên kia xử lý, ai, lô ca khẽ giật mình, liền là cái kia phá hư chúng ta sơ bộ thí nghiệm gia hỏa. Gaso thần sắc băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị, hiện tại thiên dương thành phố đại loạn, tất cả linh yêu hội quán cầm kiếm người đều đi trấn áp phát cùng tu sĩ yêu tộc, vừa vặn có thể thuận tiện đem hắn xóa bỏ, ngu xuẩn, lô ca cho mày, nổi giận nói, ta đã nói qua đừng lại đi quản hắn, để tránh phức tạp, ngươi muốn làm gì, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Gaso sắc mặt cứng ngắc, tranh thủ thời gian không người rút lui, mặc dù Lô tính tình cực kỳ tốt, nhưng nếu chân chính chọc giận hắn, kết quả đem phi thường thê thảm, nhất là tại chống lại mệnh lệnh, không tuân thủ phân phó tình huống dưới, hừ. Lập tức thông tri còn lại ám tuyến, chia thành tốt nhỏ, nhất thiết phải trong vòng một ngày rời khỏi thiên dương thành phố, dọc theo vạn dặm khe nước rời đi. Mau chóng trở lại thần ưng nước, tri, mắt một, gác hai. Vạn dặm khe nước hẳn là vân hoàng quốc phòng ngự chỗ yếu nhất, bởi vì là mảnh không giới hạn vượt sâu, lại không sinh linh gì, cho nên vân hoàng nước cơ hồ rất ít đi quản, mà Loka bọn người chính là thông qua thủ đoạn đặc thù, dọc theo vạn dặm khe nước vụn trộm xâm nhập vào thiên dương thành phố, lúc trời đi tự nhiên cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Được rồi, Gaso không dám ngổ nghịch, liền vội vàng đứng lên mở cửa, chuẩn bị đi thông tri ám tuyến, nhưng mà một giây sau, Gaso ngây ngẩn cả người, đăng đăng đăng, Gaso liền liền rút lui, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, ngươi, 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 thế nào, thấy thế, Oyuna nghi hoặc, nhưng khi nàng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa bóng người lúc, đồng dạng chấn kinh đến mức há hốc mồm, cũng cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, Loka ý thức được không đúng, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, đát người tới chậm rãi đi vào phòng, tư thái thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, vũ quan thanh tú tuấn giật, khí tức phiêu miểu bất định, phản phất căn bản không thuộc về thế giới này, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, là ngươi. Lô ca con ngươi thích chặt, nhận ra hứa thư, trên thực tế, ngoại trừ hứa thư, còn có thể là ai, hứa thư không có phản ứng lô ca, mà là nhìn xem ga sô, có chút hăng hái mà nói, ngươi muốn giết ta, ngươi, ngươi là làm sao tìm tới nơi này. gaso Sô hải nhiên, hắn xác thực muốn nhân cơ hội xóa bỏ hứa thư, nhưng vấn đề là hứa thư làm sao lại tìm tới nơi này. Phải biết, bọn hắn vì phòng ngừa bị phát giác dị thường. Thế nhưng là vẫn luôn cẩn thận vô cùng, chưa hề cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ, trọng yếu nhất chính là, đã hứa thư có thể tìm tới nơi này, khi Linh yêu hội quán đâu. Phải chăng đại biểu cho vị trí của bọn hắn đã bại lộ, muốn tìm tới các ngươi, rất khó sao, hứa thư lơ đỉnh. Gasso á khẩu không trả lời được là bởi vì La Mông, Loka biểu lộ khó coi, trầm giọng nói ra. Phương diện nào đó tới nói, Loka hoàn toàn chính xác không đoán sai, hứa thư chính là dùng La Mông làm đầu nguồn tìm được bọn hắn. Chương 262, Tuyệt vọng Loka, mặc dù không rõ ràng ngoại trừ Vân Hoàng Quốc chi bên ngoài mặt khác hai quốc gia cái gì bộ dáng, nhưng La Mông dung mạo rõ ràng không thuộc về Vân Hoàng nước chỉ cần khóa chặt hắn lại lan tràn ra phía ngoài là được rồi, mà Loka, Gaso cùng Oyuna đặc thù không thể nghi ngờ so la mông càng thêm rõ ràng, quả nhiên, để hắn nghe được một chút thú vị đồ vật. Nhìn tình huống lần này yêu tộc bạo loạn chỉ sợ cùng thần ưng quốc hữu quan, không, phải nói liền là thần ưng nước một tay bày kế, ngươi là linh yêu hội quán người, Loka lặng yên không tiếng động tản ra lĩnh vực, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, phàm là người quen biết hắn đều biết, Lô ca phong cách hành sự phi thường cẩn thận, vô luận làm cái gì thường thường nhất định phải có đầy đủ nhiều nắm chắc sau mới có thể động thủ. Nếu không tuyệt không mạo hiểm, lần này nếu không phải thượng tầng mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không định lấy tùy thời có khả năng bị tru sát phong hiểm chui vào vân hoàng nước làm thí nghiệm, cho nên khi nhìn thấy hứa thư lúc, Lô ca lập tức minh bạch bọn hắn đã bại lộ, nhưng Lô ca cực kỳ trấn tĩnh, bởi vì mặc kệ như thế nào, đầu tiên phải hiểu rõ là hứa thư một cái người tìm được bọn hắn. Vẫn là Linh yêu hội quán phát hiện bọn hắn, nếu như là hứa thư một người lời nói, bọn hắn chưa hẳn không thể toàn thân trở ra, nếu như là Linh yêu hội quán, hắn sẽ không chút do dự vứt xuống đồng bạn chạy trối chết, không phải, hứa thư lắc đầu, chính có chút hăng hái đánh giá lô ca, mái tóc màu nâu, mặt mày tái nhật âm nhu, ngũ quan tuấn mỹ, để hứa thư nhớ tới nào đó bộ lam tinh truyền hình điện ảnh kịch bên trong vampi nghĩ không ra dị giới cũng có người da trắng nghe vậy loka nhẹ nhàng thở ra đã không phải linh yêu hội quán người vậy liền dễ làm nhiều mà lại hắn xác thực không có ở chung quanh cảm nhận được bất luận cái gì người tu hành khí tức chứng minh hứa thư hoàn toàn chính xác chỉ có một cái người một cái người có thể làm cái gì việc đã đến nước này coi như ngươi mạnh hơn Hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống trời đi, bằng hữu, ngươi quá ngu xuẩn." Loka một bên dùng lĩnh vực ngăn cách ở phụ cận động tỉnh, một bên trầm lặng nói, "Một cái người liền dám tìm tới đây, ngươi cho là mình còn có thể sống được trời đi sao?" "Đương nhiên." Hứa Thư nhún vai, "Loka, hừ." Nói khoác không biết ngượng, Loka cười lạnh, "Gaso, Oyuna, đúng, hai người tinh thần chấn động." Phong tỏa tả hữu đường lui, ta muốn tự tay chém giết hắn. Bảo đảm không có sơ hở nào, Loka lạnh lùng nói, "Tuân mệnh." Gaso cực kỳ vui mừng, lúc này phá vỡ lầu trọ đỉnh, bay lên không trung, dùng linh lực phối hợp Loka lĩnh vực, đóng chặt hoàn toàn bên trái không gian, cùng lúc đó, Ojuna cũng thôi động linh lực, phong kín bên phải không gian, sau đó chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Liền sẽ không khiến cho Linh yêu hội quán chú ý, huống chi hiện tại bởi vì yêu tộc bạo loạn nguyên nhân, Linh yêu hội quán đang bận xử lý đâu sao lại chú ý bên này, ta nhớ được vân hoàng quốc hữu câu ngạn ngữ, gọi là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông vào, cực kỳ thích hợp ngươi, lô ca cười nói, ta bản không muốn giết ngươi, nhưng ngươi biết quá nhiều. Bởi vì lo lắng phức tạp, cho nên lô ca cự tuyệt ca sô thỉnh cầu, nhưng từ hứa thư nghe được bọn hắn đối thoại một khắc kia trở đi, lô ca cũng đã hạ sát tâm. Nếu không coi như bọn hắn thừa dịp loạn rời đi thiên dương thành phố, hứa thư cũng có thể làm chứng nhân hướng linh yêu hội quán tố giác, làm bọn hắn tất cả cố gắng thất bại trong gan tất, vô luận như thế nào. Thần ưng nước trăm năm mưu đồ cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào, hắc hắc hắc, thật lâu không nhìn thấy lão đại tự mình động thủ, lấy lão đại thực lực hẳn là 10 chiêu tả hữu liền có thể phân ra thắng bại A, à, ga mong đợi nói, 10 chiêu. Ha ha, ta cảm thấy nhiều nhất ba chiêu, Ojuna cười nói, ừm, có đạo lý, lão đại thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả có thể thi triển lĩnh vực áp chế địch nhân ga phụ họa theo đuôi dựa theo suy đoán của bọn hắn hứa thư bất quá phân thần cảnh đối mặt tạo hóa cảnh cấp bậc lô ca cơ hồ không hề có lực hoàn thủ ba chiêu đã coi như là cất nhắc tạp 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 sau một khắc lô ca vận chuyển lĩnh vực rơi vào hứa thư trên thân tầm ầm cả tòa lầu trọ chấn động hiện ra lít nha lít nhíp vết trạng nhưng mà để cho hai người kinh ngạc là, hứa thư thế mà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không có nhận ảnh hưởng chút nào, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lão đại không dùng lực, Gaso bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, ngươi, Loka chậm rãi mở to hai mắt, khó mà đưa tin, người khác có lẽ không rõ ràng, Loka lại lòng dạ biết rõ, hắn rõ ràng đã dùng toàn lực, liền cái này. Hứa thư điềm nhiên như không có việc gì cười nói, Loka, trốn giờ này khắc này loka chỉ còn lại một cái ý nghĩ trốn quá kinh khủng bạch loka trong nháy mắt thu hồi lĩnh vực tay lấy ra na di phù điểm đốt phốc theo na di phù hóa thành tro bụi loka biến mất theo tại nguyên chỗ gaso oyuna tình huống như thế nào người đâu có lầm hay không coi như muốn chạy trốn chí ít mang lên chúng ta đi phốc không đợi hai người kịp phản ứng biến mất loka thế mà lại xuất hiện Lần này đến Phiên Loka trợn tròn mắt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta không phải đã dùng Na Di phù chạy tới ngoài 10 dặm sao, tại sao lại trở về rồi, chẳng lẽ là ảo giác?" Loka ngây ra như phỏng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần, tiếp tục, tiếp tục. Hứa Thư xem kịch giống như cười nói, "Loka, hắn không phải là đồ ngốc, rõ ràng Hứa Thư động cái gì tay chân mới khiến cho hắn một lần nữa trở về tại chỗ." nhưng đến tột cùng cái gì thần thông, lại có thể làm Na Di phù mất đi hiệu lực, ngươi, ngươi đến cùng là ai, chui vào thiên dương thành phố trước bọn hắn liền đã điều tra qua, thiên dương thành phố chỉ có hai vị tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả. Một cái thị trưởng thành phố, tạo hóa cảnh sơ kỳ, cùng lô ca tương xứng, một cái khác là linh yêu hội quán quán trưởng, tạo hóa cảnh trung kỳ, so lô ca càng hơn một bậc. Bởi vậy Loka toàn bộ hành động quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy chú ý cẩn thận Để tránh bị Linh yêu hội quán quán trưởng phát hiện Nhưng cho dù là Linh yêu hội quán quán trưởng Cũng không có khả năng chặt Đức Na Di Phù A Trừ phi Vô tượng cảnh Loka toát ra một cái tuyệt vọng ý nghĩ Vấn đề là Thiên Dương thành phố ở đâu ra vô tượng cảnh cường giả Lão, Lão Đại, ngươi không sao chứ Gaso yếu ớt nói Biểu lộ hơi có vẻ bối rối, Loka trầm mặt, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nhìn về phía hứa thư, lần nữa kiên trì dò hỏi, ngươi là ai, muốn làm gì, tất đích cắt. Dừng một chút, lại nói, chúng ta đến từ thần ưng nước, nếu ngươi sát hại chúng ta, phá hủy lần này kế hoạch, thần ưng nước tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sinh tử trước mắt, Loka cũng chỉ có thể chuyển ra thần ưng quốc vi uy, uy hiếp, thần ưng nước sao, hứa thư ý vị thâm trường nói nhưng nơi này là vân hoàng nước A, thần ưng nước có thể làm gì ta, lô ca nhất thời á khẩu không trả lời được. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, hứa thư khóe miệng phẩy nhẹ, ý vị thâm trường nói, bất quá. Có một nơi hẳn là cực kỳ hoa nghênh các ngươi, cái gì ý tứ? Chương 263, lễ vật, ầm ầm, đá vụn bay tứ tung, một đạo bóng xám liên tục đụng xuyên mười mấy bức tường bích mới rốt cục dừng lại, cũng ngã trên mặt đất phun ra hai cái máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, triệt để mất đi năng lực hành động, nhân loại, giết sạch nhân loại. Thế giới thuộc về yêu tộc, bóng xám vẫn không cam tâm, vẫn dãy dụa lấy kêu gào nói. Ý đồ một lần nữa đứng lên, ầm, đúng lúc này, một cái chân to mảnh dẫm tại đầu hắn bên trên, thật sâu bước vào mặt đất, ngậm miệng, chân to chủ nhân thần sắc băng lãnh thấu xương, sát khí nghiêm nghị, toàn bộ cánh tay phải máu me đầm đìa, cơ hồ đã có thể nhìn thấy lõa lộ ở bên ngoài xương cốt, bộ dáng phá lệ làm người ta sợ hãi, nếu không phải hắn cao hơn một bậc. Lợi dụng pháp thuật thành công đột phòng, chỉ sợ thực sẽ bị gia hỏa này cho xử lý, khụ khụ, đinh tử lăng vội vàng phong bế ở cánh tay phải vết thương, sau đó ăn vào một viên đan dược, bắt đầu chậm rãi khôi phục linh lực, vô luận như thế nào, trước hết trấn áp bạo loạn yêu tộc mới được không thể có mảy may lười biếng nhưng mà còn chưa chờ hắn khôi phục một nửa linh lực con thứ hai yêu tộc liền chủ động tìm tới cửa nhân loại giết sạch nhân loại thế giới thuộc về yêu tộc đây là con hợp đang cảnh đỉnh phong cấp bậc đầu sư tử yêu tu hình thể cực kỳ cao lớn đứng tại nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ giống như cảm giác áp bách mười phần tam đầu sư liền ngươi đinh tử lăng con ngươi thích chặt lộ ra khó mà tin biểu lộ sao lại thế tam đầu sư nhưng là bằng hữu của hắn hai người thường xuyên uống rượu với nhau ăn thịt nói khoác nói chuyện phiếm đinh tử lăng phi thường rõ ràng tam đầu sư tính cách như thế nào gia nhập công kích nhân loại bạo loạn hàng ngũ giết sạch nhân loại thế giới thuộc về yêu tộc đầu sư tử yêu tu con ngươi tinh hồng muốn trách cả mí mắt dương nanh múa vuốt nhào về phía đinh tử lăng tốc độ nhanh vô cùng tam đầu sư ngươi thế nào Ta là Đinh Tử Lăng A, Đinh Tử Lăng gầm thét, ý đồ dùng thanh âm tỉnh lại tam đầu sư, nhưng lại không hề có tác dụng, nhân loại, chết, đầu sư tử yêu tu tựa hồ đã hoàn toàn mất lý trí, đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết sạch nhân loại, rơi vào đường cùng, Đinh Tử Lăng đành phải tế ra linh khí chống lại. Tận lực kéo dài thời gian, ầm ầm, hai vị hợp đang cảnh tu sĩ giao phong, lập tức sinh ra linh lực kinh người dư ba bột phát. Trong nháy mắt đem chung quanh mặt đất tung bay ra ngoài, hình thành to lớn cái hố, bao quát vừa rồi cái kia bị đinh Tử Lăng trọng thương yêu tộc, Ngô, đinh Tử Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đỏ lên, lúc này khống chế không nổi liền liền rút lui. Như gặp phải trọng kích, nguyên bản phong bế ở cánh tay phải vết thương cũng lần nữa vỡ ra, không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu, nhìn thấy mà giật mình, trải qua vừa rồi ác chiến về sau Đinh Tử Lăng chí ít tiêu hao tám thành trở lên linh lực, cứng đối cứng ở đâu là tam đầu sư đối thủ, giết giết giết, tam đầu sư lập tức thừa thắng xông lên, hoàn toàn không cho Đinh Tử Lăng cơ hội thở dốc. Đáng chết, Đinh Tử Lăng lui không thể lui, cắn chặt răng, làm xong liều mạng chuẩn bị, phốt, bỗng nhiên, tam đầu sư giống như trúng thạch hóa thuật đóng chặt cách tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi ngã xuống, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng khoảng cách Đinh Tử Lăng còn sót lại nửa mét, tình huống như thế nào, Đinh Tử Lăng một mặt mộng bức, ngươi không sao chứ. Cái này, không trung truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi, tràn ngập lo lắng, Đinh Tử Lăng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cực kỳ vui mừng, quán chủ, ừm, được xưng quán chủ tu sĩ khẽ gật đầu, dẫn dưng phân phó nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp giao cho ta, đúng. Đinh Tử Lăng cúi đầu ôm quyền, lấy đó kính ý. Đã quán chủ đã tự mình ra mặt, như vậy thì không cần lại lo lắng yêu tộc bạo loạn sự tình. Trong nháy mắt 10 phút trôi qua, tại quán trưởng thực lực tuyệt đối dưới, Thiên Dương thành phố các nơi bạo loạn yêu tộc rất nhanh liền bị trấn áp, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tạo thành tổn thất cùng thương vong lại là khó mà đánh giá, cần thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũ, giờ phút này, Linh Yêu hội quán sân nhỏ bên trong, mấy chục chỉ bạo loạn yêu tộc toàn bộ bị bắt có chút đã thoi thóp tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi còn có thì thiếu cánh tay thiếu chân bị trọng thương lâm vào hôn mê đương nhiên tới chiến đấu hội quán thành viên đồng dạng chẳng tốt đẹp gì rất nhiều tu sĩ đều bị thương vô cùng suy yếu trực tiếp giết đám hỗn đảng này đi một tên toàn thân đẫm máu linh yêu hội quán thành viên lạnh lùng nói không sai giết bọn hắn một cái khác tên hội quán thành viên phụ họa theo đuôi phá hư thành thị tập kích nhân loại, chỉ là những này tội trạng liền không cần lại thẩm phán, đầy đủ trực tiếp tử hình, chờ một chút, quán chủ ô một thông đưa tay ngăn trở kích động đám người, chậm rãi trên trước, các ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao, lời vừa nói ra, đám người trầm mặt. Cứ việc cực kỳ phẫn nộ, nhưng những yêu giết sạch nhân loại. Thế giới thuộc về yêu tộc. Trống, bọn hắn nhìn qua tựa hồ bị vật gì đó kích phát đối với nhân loại cừu hận, cho nên mới sẽ phát cuồng. Ô một thông nghiêm túc phân tích nói, kia. Chúng ta làm sao bây giờ, kiều phạm thở dài, lên trước báo cho tổng bộ, mau chóng khống chế lại dư luận, để tránh tình thế tiến một bước lên men, tạo thành nước ta cùng yêu tộc đối lập. Ô một thông phân phó nói, ngắn mũi nửa ngày thời gian, yêu tộc tập kích thiên dương thành phố video đã truyền khắp nơi đều là, đưa tới ước vạn dân mạng lên án thậm chí xuất hiện một ít tu sĩ tuyên bố muốn đồ diệt yêu tộc cực đoan ngôn luận, còn tiếp tục như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì, được rồi, kiều phạm tự nhiên minh bạch ô một thông ý tứ, cấp tốc thông tri báo cáo cho Linh yêu hội quán tổng bộ. Đến tột cùng thứ gì, sẽ để cho một đám trúc linh cảnh, hợp đang cảnh cấp bậc yêu tộc cừu hận nhân loại, ô một thông cho mày, trăm mối vẫn không có cách giải, không hề nghi ngờ đây là trận nhằm vào vân hoàng nước cùng yêu tộc âm mưu, một khi bọn hắn không có xử lý tốt, hậu quả khó mà lường được, ba ba ba, bỗng nhiên, ba đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Ai, ô một thông kinh hải, còn lại hội quán thành viên cũng bị giật nảy mình, nhao nhao tế ra linh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch tặng cho các ngươi một kiện lễ vật, hứa thư lăng không hư lập, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đám người, giống như thiên thần, là ngươi đinh tử lăng kinh hô thế nào ngươi biết ô một thông kinh ngạc quán trưởng hắn liền là hôm qua thiên tru vết cây giáp tên tu sĩ kia đinh tử lăng giải thích nói quán trưởng mau nhìn ô một thông theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy trên mặt đất nằm ba cái người nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là ba người dung mạo người ngoại quốc ô một thông ngạc nhiên nơi này là linh yêu hội quán lô ca triệt để tuyệt vọng rơi vào linh yêu hội quán trong tay liền đại biểu lấy chú định phải xong đời. Khó trách hứa thư sẽ nói có một nơi cực kỳ hoan nghênh bọn hắn, tặng cho các ngươi, nhắc nhở một câu, cùng lần này yêu tộc bạo loạn có quan hệ nha, Tức xuống câu nói này về sau, hứa thư trực tiếp quay người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm đám người. Chương 264, Kế hoạch, Úc, A, à, Phốc, Dừng tay Dừng tay ta nói ta nói ta cái gì đều nói linh yêu hội quán chỗ sâu dưới mặt đất trong nhà giam oyuna tỷ lệ không chịu nổi trước thống khổ chịu thua lựa chọn hướng linh yêu hội quán cuối đầu trải qua dài đến nửa canh giờ tra tấn oyuna đã hoàn toàn giống thay đổi người nơi nào còn có nửa điểm trước đó cao quý ưu nhã bộ dáng linh yêu hội quán mặc dù là một cái chuyên môn bảo hộ thành thị duy hệ trật tự người tu hành cơ cấu nhưng cũng không đại biểu lấy bọn hắn sẽ không sử dụng hình phạt, nhất là đối mặt đến từ quốc gia khác, mà lại rất có thể cùng yêu tộc bạo loạn có liên quan tên vô lại lúc, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, dù là nữ tính cũng không ngoại lệ, hỗn trướng. Nghe vậy, bị âm hàng xiền xích chói chặt lại tay chân ga xô lập tức trợn mắt nhìn, quát lên, gái điếm thối, ngươi nghĩ phản quốc sao, ba, lời còn chưa dứt, một cây mềm mại cứng cỏi, cực kỳ sắc bén roi sắc liền rơi vào trên người hắn, nổi lên từng đạo lôi xà, lưu lại một đầu huyết nhục mô hình hồ, cũng từ vai trái kéo dài đến phần bụng vết thương ghê rợn, suýt nửa mở ngực mổ bụng. Ngô, ga sô cắn răng kêu đau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nghiễm nhiên thụ thương không nhẹ, nếu như chỉ là đơn thuần nhục thể tra tấn, đối bọn hắn tới nói không tính là cái gì nhưng roi sắc bên trong lại ẩn chứa đặc thù tinh thần công kích cùng lôi hệ lực lượng, sẽ lặp đi lặp lại tàn phá kinh mạch của bọn hắn cùng thần hồn khắp toàn thân mà đại bộ phận người tu hành sợ nhất liền là tinh thần công kích bởi vậy dù là phân thần cảnh đỉnh phong cấp bậc ga sô cũng khó có thể chịu đựng thống khổ không chịu nổi huống chi bọn hắn đều đã bị hứa thư phong ấn linh lực căn bản không có cách nào phản kháng yêu duyệt thư hương một bên khác lô ca đồng dạng tóc tai bù xù vô cùng chật vật nhưng hắn lại cố nén kịch liệt đau nhức ngẩng đầu nói Oyuna, người tốt nhất nghĩ rõ ràng mình đang làm gì. Ba, không ngạc nhiên chút nào, Loka cũng chịu một roi, lực đạo càng nặng, đau hắn hai mắt lật một cái, kém chút bất tỉnh đi, nghe được câu này, Oyuna khẽ rung lên, lộ ra xoắn suýt do dự biểu lộ, thấy thế, cầm roi sắt kiều phạm không chút do dự, lập tức giơ cánh tay lên, chuẩn bị lần nữa quật, chờ một chút, Oyuna hải nhiên thất sắc, sợ hãi mà nói, Chúng ta là màu đen vương tọa phái tới chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, Ojuna vẫn là sợ, ngươi, Gaso giận không kìm được, nhưng vừa mới mở miệng, liền bị ô một thông trực tiếp dùng linh lực ngăn chặn miệng, bao quát Loka, làm xong những này, ô một thông gợn sóng mà nói. Nói tiếp, liên quan tới màu đen vương tọa, tin tưởng phàm là gia nhập linh yêu hội quán vượt qua nửa năm tu sĩ, hẳn là không người không biết, bởi vì phương diện nào đó giảng màu đen vương tọa cùng linh yêu hội quán đồng dạng đều là một cái từ tu sĩ tạo thành chuyên môn bảo hộ thành thị duy hệ trật tự cường đại cơ cấu chỉ bất quá linh yêu hội quán thuộc về vân hoàng nước mà màu đen vương tọa thì thuộc về thần ưng nước quả nhiên lần này yêu tộc bạo loạn không đơn giản như vậy nghĩ không ra liền màu đen vương tọa đều liên lụy vào dụng tâm hiểm ác có thể thấy được chút ít ai có thể nghĩ tới thần ưng nước màu đen vương tọa thành viên sẽ xuất hiện tại Vân Hoàng nước một cái tứ tuyến thành nhỏ bên trong. Nửa tháng trước, chúng ta đạt được thượng tầng mệnh lệnh, mang theo mới nhất nghiên cứu chế tạo đặc thù dược tề chui vào thiên dương thành phố, chấp hành một cái trăm năm trước liền chế định hủy diệt Vân Hoàng nước kế hoạch. Ojuna thần sắc sợ hãi, em tai nói, hoàn toàn không dám giấu giếm, hiển nhiên nội tâm đã sụp đổ, đặc thù dược tề. Cái gì đặc thù dược tề, ô một thông cho mày, bắt được trọng điểm, ta à, cũng không rõ ràng cụ thể thành phần, nhưng hiệu quả là có thể khiến phân thần cảnh trở xuống yêu tộc sinh linh cừu hận nhân loại. Ojuna chi tiết đáp, cái gì, không chỉ là ô một thông. Ở đây tất cả linh yêu hội quán tu sĩ toàn bộ bị chấn kinh, có thể để cho phân thần cảnh trở xuống yêu tộc sinh linh cừu hận nhân loại dược tề. Trên thế giới có loại vật này sao, nhưng nếu như vậy lời nói, liền có thể giải thích rõ ràng những cái kia đã chậm rãi tiếp nhận nhân loại, Thời gian dài ở lại ở trong thành thị yêu tộc tại sao lại đột nhiên nổi điên, các ngươi là như thế nào chui vào Thiên Dương thành phố? Cứ Việc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng dưới mắt Việc cấp bách là muốn trước làm rõ ràng chân tướng, sách trước làm tốt dự phòng biện pháp, vạn dặm khe nứt, Ojuna một năm một mười nói rõ ràng, nơi đó là các ngươi lực lượng chỗ yếu nhất, chúng ta thông qua truyền tống trận vượt qua nửa đường khu vực, sau đó dọc theo vạn dặm khe nứt vụn trộn lựu tiến Thiên Dương thành phố. T, làm sao đem vạn dặm khe nước đem quên đi, ô một thông vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thông tri tổng bộ, thỉnh cầu phía trên điều động tu sĩ cấp cao chi viện, phong tỏa vạn dặm khe nước, nếu không kịp thời phong tỏa vạn dặm khe nước lời nói, ai biết làm thần ưng nước phát hiện nhiệm vụ bại lộ sau sẽ sẽ không làm cái gì cử động điên cuồng, dĩ vãng bọn hắn bởi vì vạn dặm nước ra cốc mạng không bờ bến. Liên tiếp lấy nam hoang cự nhân, quá mức co nhẹ tính an toàn, kết quả lại để thần ưng nước chui chỗ trống. Sau đó, từ Ojuna trong miệng, đám người dần dần hiểu rõ thần ưng nước nổi lên trên trăm năm hủy diệt vân hoàng nước kế hoạch, bất quá bởi vì Ojuna địa vị khá thấp, tiếp xúc không đến càng nhiều cao tầng tin tức, cho nên miêu tả nội dung cũng tương đối đơn giản. Nhưng đầy đủ bọn hắn hiểu được, Ojuna, Loka, Gaso bọn người, kỳ thật vẹn vẹn nhóm đầu tiên người thí nghiệm chỉ cần xác định dược tề tính ổn định, bốc lên vân hoàng nước cùng yêu tộc ở giữa tranh chấp, như vậy thần ưng nước đến tiếp sau liền sẽ lợi dụng những phương pháp khác tại vân hoàng quốc cảnh bên trong chế tạo càng nhiều yêu tộc công kích nhân loại loạn tượng. Thẳng đến dẫn phát vân hoàng nước cùng yêu tộc chiến tranh, mà một khi cả hai lâm vào chiến tranh, ảnh hưởng đến vân hoàng nước căng cơ, liền là thần ưng nước kiếm tiện nghi thời điểm, mấy ngàn năm trước, thần ưng nước không thể nắm lấy cơ hội, nhưng lần này bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, trên thực tế, nếu như không phải hứa thư bắt lấy Ojuna ba người, đem bọn hắn đưa cho Linh yêu hội quán. Kế hoạch chỉ sợ cũng muốn thành công, hừ. Gây tẩm thần ưng nước, vong ngã chi tâm không chết, đinh tử lăng nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói, nãy nãy thần ưng nước, món nợ này sớm muộn muốn thanh toán, vân hoàng nước cùng thần ưng nền tảng lập quốc liền trở mặt, hiện tại thần ưng nước lại phái ra màu đen vương tọa thành viên vụng trộn dở trò xấu muốn dẫn phát vân hoàng nước cùng yêu tộc chiến tranh bọn hắn có thể nào không giận ô một thông biểu lộ ngưng trọng nhìn thẳng oyuna nói trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài những người còn lại giấu ở nơi nào y theo oyuna lời nói chui vào thiên dương thành phố màu đen vương tọa thành viên cũng không chỉ ba cái ta ta không biết à, a oyuna nói năng lộn xộn Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Gaso, những cái kia ám tuyến một mực là cùng Gaso liên hệ. Ta chưa hề tiếp xúc qua, cô, ô một thông ngón tay vạch một cái, Triệt hồi ngăn chặn Gaso miệng linh lực, ha ha, các ngươi giết ta đi. Ta là sẽ không nói, Gaso không hề sợ hãi, thật sao? Biết được tình thế tính nghiêm trọng về sau, ô một thông lười nhắc lại đi nói nhảm, Triệt để từ bỏ không sử dụng cấm kỵ thủ đoạn ý nghĩ, đã như vậy vậy liền sư hồn đi. Chương 265, thân phận, ông chủ, hai bát tô mì, chén lớn, lại xào bốn cái món ăn mặn, mười cái đùi gà, được rồi, ông chủ là cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, hình thể hơi có vẻ phúc hậu, chính nhàm chán ngồi tại trong tiệm giết thời gian, nhìn thấy hứa thư sau hơi sững sờ, một cái người. Xin hỏi ngài ăn đến xong sao, bởi vì ẩn nấp kỹ năng nguyên nhân, ông chủ trực tiếp không để ý đến tiểu đồn. Bất quá coi như chú ý tới chỉ sợ cũng phải hỏi ra vấn đề giống như trước, rốt cuộc hai người bọn họ nhìn qua thực sự không giống kia loại đại vị vương, yên tâm, ăn đến xong, hứa thư nhịn không được cười lên, đừng nói hai bát tô mì, bốn cái món ăn mặn, mười cái đùi gà, coi như đem trong tiệm đồ vật toàn bộ nhét vào tiểu đồn trong bụng, đều không có bất cứ vấn đề gì. Theo tiếng giai phân thần cảnh, Tiểu Đồng sức ăn tăng nhiều, cơ hồ đã biến thành vô tình ăn cơm máy móc, miệng vĩnh viễn không chịu nhàn rỗi. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế, ở mức độ rất lớn là bởi vì thức ăn bình thường bên trong năng lượng ẩn chứa quá thấp, thậm chí căn bản không thể lượng, mà tiểu Đồng chính là dựa vào thu lấy đồ ăn bên trong năng lượng tu luyện không ngừng mạnh lên. Tỷ như yêu thú thịt các loại, loại tình huống này thức ăn bình thường có thể nào thỏa mãn nàng, dạng này a, à, ngài chờ một lát đã khách hàng cảm thấy có thể, ông chủ đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, ai sẽ ghét bỏ mình kiếm nhiều đây, chỉ chốc lát, hai bát lớn tô mì, bốn cái sắc hương vị đều đủ món ăn mặn, cùng 10 cái đùi gà toàn bộ bưng lên, bày đầy cả cái bàn. Hứa thư giao xong tiền, bắt đầu cùng tiểu đồn ăn như gió cuốn bắt đầu, ông chủ, tay nghề không tệ a, à, hứa thư hút miệng tô mì, nhịn không được tán thưởng, cái mùi này, để hắn có loại trở lại lam tinh cảm giác, tự hồ lại ngồi ở đã từng đầu kia quen thuộc nhất bên đường, hắc hắc, đa tạ khích lệ, đa tạ khích lệ, ông chủ tươi cười rạng rỡ, đối với khách hàng tán thành rất là vui vẻ. Đợi ăn uống no đủ về sau, hứa thư hài lòng dẫn theo tiểu đồn rời đi, mà lúc này bên ngoài cũng là giờ tuất, màn đêm như thủy mặt giống như rơi xuống, cấp tốc nhuộm đen mặt đất, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn là đèn đốt sáng trưng, dòng người cuồn cuộn, cơ bản cùng ban ngày không có gì khác biệt mặc dù thiên dương thành phố là cái tứ tuyến thành nhỏ nhưng cuối cùng thuộc về tu tiên văn minh sức sống mười phần như thế nào bởi vì trời tối liền thành thành thật thật về nhà đi ngủ phải biết cho dù là ngưng khí cảnh tu sĩ cũng có thể thông qua hấp thu vận chuyển linh lực đạt tới thời gian ngắn không ngủ không nghỉ trạng thái hoàn toàn không cần lo lắng sẽ buồn ngủ mặt khác đáng nhắc tới chính là thiên dương thành phố bên trong có rất nhiều tu tiên trường học đem tu tiên cùng khoa học kết hợp lại cùng nhau, để hứa thư cảm thấy phi thường thần kỳ, bởi vì phương diện nào đó giảng, nếu như định nghĩa khoa học, như vậy nên như thế nào đi giải thích tu tiên? Rốt cuộc bọn chúng vốn là hẳn là thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt thể hệ mới đúng, không thể không nói, vân hoàng nước có thể phát triển thành dạng này, quả thực không thể tưởng tượng. Ha! Đi ngủ, đi ngủ, vứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, hứa thư duỗi lưng một cái, quay người trở về khách sạn. ba ngày nay bên trong, hắn đã không sai biệt lắm đem Thiên Dương thành phố đi dạo mấy lần, tiếp xuống nên đi địa phương khác đi dạo. ngày mai thuận tiện mua tấm bản đồ, coi như là du lịch. so sánh ở vào thời kỳ cổ đại, buồn tẻ đơn điệu cô ngô giới. có được hiện đại xã hội văn minh vân hoàng nước không thể nghi ngờ phải có thú nhiều, nhất là làm hứa thư vẫn là cái đến từ lam tinh người hiện đại lúc duy nhất để hắn có chút nhức đầu chính là không có thân phận dẫn đến bộ phận vật phẩm không mua được ân ừ, có lẽ có thể để linh yêu hội quán giúp mình làm cái thân phận dù nói thế nào mình vừa mới giúp bọn hắn hóa giải một trận đủ để dẫn phát cùng yêu tộc chiến tranh nguy cơ đâu để hứa thư ngoài ý muốn chính là linh yêu hội quán ngày thứ hai thế mà chủ động tìm tới cửa đẩy cửa ra hứa thư liền thấy ba cái người đứng ở bên ngoài theo thứ tự là Linh Yêu Hội Quán Quán trưởng Ô Một Thông, cầm kiếm người đội trưởng Kiều Phạm cùng phó đội trưởng Lưu Ly, cũng là trước mắt thiên dương thành phố Linh Yêu Hội Quán phân bộ địa vị thực lực cao nhất ba người. Chương 266, Tiền Phục Sinh, Họa Tào Thiên dương thành phố Linh Yêu Hội Quán trạng sáng ban bố video các ngươi nhìn sao, nhìn một chút, hừ. Nghĩ không ra đúng là thần ưng nước đang làm chuyện xấu khó trách sẽ có nhiều như vậy yêu tộc nhảy ra công kích nhân loại, thật là đáng sợ. Lại có thể chế tạo ra làm phân thần cảnh trở xuống yêu tộc sinh linh cừu hận nhân loại dược tề. Nếu như thần ưng nước tại sau này tranh đấu bên trong đại quy mô sử dụng lời nói, chúng ta nên làm cái gì, mặc dù đặt ở đẳng cấp cao phương diện tới nói, phân thần cảnh trở xuống yêu tộc sinh linh đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại tuyệt đối không thể bỏ mặt, nhất là giống thiên dương thành phố loại này tứ tuyến thành nhỏ tùy tiện một cái trúc linh cảnh hợp đan cảnh yêu tộc sinh linh liền có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được không phải yêu tộc nội bộ khẳng định cũng sẽ tùy theo lâm vào hỗn loạn rốt cuộc cường giả chung quy là số ít yên tâm linh yêu hội quán đã từ những cái kia thần ưng nước màu đen vương tọa thành viên cầm trong tay đến mấy quãng còn thừa dược tề đang toàn lực phân tích nghiên cứu tin tưởng không được bao lâu liền sẽ tìm tới thanh trừ phương pháp hy vọng như thế đáng chết thần ưng nước một ngày nào đó muốn diệt bọn hắn không sai đánh bại thần ưng nước đánh bại thần ưng nước theo thẩm vấn video tiếp tục lên men bá bản nóng lục soát vân hoàng nước tu sĩ thảo phạt thần ưng nước dư luận thủy triều cũng cấp tốc đạt đến trước nay chưa từng có cuồng nhiệt thậm chí đã xuất hiện không ít tu sĩ công khai phát biểu muốn cùng thần ưng nước khai chiến mà sự tình phát triển đến loại tình trạng này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ vân hoàng nước cùng thần ưng quốc chi ở giữa chiến tranh đã ắt không thể thiếu rất có thể ngay tại gần đây bộc phát trọng yếu nhất chính là yêu tộc có lẽ cũng chọn tham gia cũng đứng tại vân hoàng nước một bên trước cuộc thần ưng văn hóa vốn có ý chế tạo yêu tộc cùng vân hoàng nước mâu thuẫn yêu tộc có thể nào tha thứ tóm lại mặc kệ như thế nào nếu như vân hoàng nước cùng yêu tộc thật bởi vì chuyện này triệt để liên hợp lời nói, như vậy thần ưng nước ngược lại tương đương với biến tướng làm chuyện tốt, tiền bối, ngài muốn thân phận, phi vân trong tử điếm. Ô một thông đem một trương chứng minh thân phận cùng đổ đầy tài nguyên tu luyện trữ vật giới đưa cho hứa thư, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta cố ý đắp lên linh yêu hội quán con dấu, có thể để ngài về sau vô luận đi đến nơi nào đều càng thêm thuận tiện, lại vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực còn có chúng ta linh yêu hội quán để tỏ lòng cảm kích tạ lễ tại Vân Hoàng nước. Linh yêu hội quán cơ hồ là chí cao vô thượng tồn tại, mà có được linh yêu hội quán đánh dấu, hoàn toàn chính xác sẽ càng thêm thuận tiện, phiền toái, hứa thư tiếp nhận chứng minh thân phận cùng trữ vật giới, trực tiếp thu vào nhà kho, cũng không nhiều lời, hắn đương nhiên minh bạch ô một thông ý tứ, muốn thông qua ám chỉ phương pháp mời hắn gia nhập linh yêu hội quán, bất quá hứa thư thực sự không hứng thú. Trên thực tế, nếu không phải lần này thần ưng nước vừa vặn tại thiên dương thành phố áp dụng kế hoạch, ảnh hưởng tới hắn dạo phố tâm tình, hứa thư căn bản sẽ không đi quản, nói cho cùng, hắn chỉ là cái khách qua đường thôi, không thuộc về phương thế giới này, quốc gia này, trừ cái đó ra, còn có một điểm, thần ưng nước sở tác sở vi để hứa thư nhớ tới cái nào đó lam tin trên quốc gia. Cần cho chút giáo huấn, Ê! Đã dạng này, chúng ta liền không tiếp tục quấy rầy, tiền bối nghỉ ngơi thật tốt gặp hứa thư hoàn toàn không có gia nhập linh yêu hội quán ý niệm ô một thông hơi có vẻ thất vọng nhưng vẫn cũ duy trì cực kỳ thái độ cung kính từng đợi ô một thông bọn người rời đi hứa thư đứng dậy đi vào cửa sổ sát đất trước hai tay chắp sau lưng lộ ra vẻ suy tư hắn đang suy nghĩ muốn hay không phục sinh cây giáp đúng vậy cái kia bị hắn đốt thành cho tận cây giáp từ tình huống hiện tại đến xem cây giáp rất rõ ràng là bởi vì nhận thần ưng nước chế tác đặc thù dược tề ảnh hưởng mới có thể đột nhiên xông vào thiên dương thành phố tập kích nhân loại nói một cách khác cây giáp đã khống chế không nổi mình liền chết đi như thế không khỏi có chút oan uổng đương nhiên đổi lại người khác chết thì đã chết tức làm chí tôn cảnh cường giả cũng làm không được khởi tử hồi sinh chỉ có thể làm trừng mắt thúc thủ vô sách nhưng hứa thư lại có thể ba năm thế giới trò chơi sinh hoạt bên trong bởi vì không có lưu trữ công năng hứa thư tại phàm nhân tu tiên bên trong mỗi lần tử vong đều phải làm lại từ đầu dẫn đến phản phục mấy trăm lượt nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng cái này kỳ thật chỉ là giai đoạn trước bởi vì đến cuối cùng hứa thư thu được một loại đặc thù đạo cụ phàm là trò chơi người chơi hẳn là đều nghe nói qua không sai chính là tiền phục sinh vô luận gặp được cái gì yêu ma dị loại bị đánh thành cái gì bộ dáng chỉ cần sử dụng tiền phục sinh hứa thư liền có thể tại chỗ phục sinh hoàn hảo như lúc ban đầu vừa mới bắt đầu tiền phục sinh thuộc về cực kỳ hy hữu đạo cụ không phải vạn bất đắc dĩ hứa thư cơ bản sẽ không sử dụng nhưng theo hắn đẳng cấp càng ngày càng cao xuất hiện tiền phục sinh tỷ lệ cũng càng ngày càng cao thế là chậm rãi từ hy hữu đạo cụ biến thành phổ thông đạo cụ đến cuối cùng hứa thư trong kho hàng tiền phục sinh cơ hồ đã trồng chất thành núi dùng đều dùng không hết đến nay vẫn đặt ở nơi đó ân, ừ, tin tưởng trên thế giới này chỉ sợ sẽ không lại có người có thể để cho hứa thư mình sử dụng tiền phục sinh, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hứa thư cuối cùng lấy ra một viên tiền phục sinh, ném về phía thiên dương thành phố bên ngoài, đinh đông. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng êm tai giòn vang, sau đó giống như sao băng giống như đáp xuống một mảnh núi rừng bên trong, cũng là cây giáp đã từng sinh hoạt địa phương, bạch, ánh sáng tán đi, cây giáp thuận lợi phục sinh chỉ thấy hắn mờ mịt mở to mắt, nhìn chung quanh, một mặt mộng bức, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì, liên quan tới quần hóa tập kích nhân loại thành thị sự tình? Cây giáp sớm đã không nhớ rõ, càng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, kỳ quái, chẳng lẽ ta không cẩn thận ngủ thiếp đi, cây giáp vò đầu, nghĩ mãi mà không rõ chuyện ra sao, cốt xấu mình cũng là hợp đang cảnh tu sĩ, như thế nào vô duyên vô cớ ngủ đâu, được rồi, mặc kệ, cây giáp không quan trọng nhún nhún vai, dù sao không chết là được rồi, thu hồi ánh mắt, hứa thư tùy tiện ăn một chút bữa sáng. Chuẩn bị rời đi thiên dương thành phố, xác định xong tiền phục sinh có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng về sau, hứa thư minh bạch, mình đã tuyệt đối vô địch, có lẽ là bởi vì hôm qua lọc vào yêu tộc đại quy mô tập kích nguyên nhân, có thể nhìn thấy ven đường có thật nhiều bị phá hủy phá hư kiến trúc. Trên mặt đất cũng khắp nơi đều là vết trách cùng cái hố, liên lụy gần phân nửa thành thị, chí ít cần thời gian mấy tháng trùng kiến, hứa thư mua tấm bản đồ, không có đạp không phi hành, mà là ngồi lên một đoàn tàu lửa, nói là xe lửa, kỳ thật tốc độ so lam tinh đường sắt cao tốc còn nhanh hơn, từ linh năng khu động, vận tốc 500 cây số, nửa giờ liền có thể đến hứa thư mục tiêu kế tiếp, về phần hứa thư mục tiêu kế tiếp, thì là cái tên là Lâm Nguyên Thị Thành Lớn, so thiên dương thành phố muốn phùng hoa náo nhiệt mấy lần, cùng tồn tại ở lượng lớn tiên sơn di tích cổ, cực kỳ thích hợp du ngoạn, hứa thư dự định coi đây là đầu nguồn đi khắp vân hoàng nước, lại đi thần ưng nước, thánh liên bang đi dạo, chính vào khai giảng quý, trên xe lửa ngồi ngay thẳng không ít tiếng về lâm nguyên thị lên lớp học sinh. Có nam có nữ, hoặc là bưng lấy điện thoại cà video, hoặc là nghiêm túc nghiên cứu lấy khoa học tu tiên thư tịch, cấu thành một bức trên lệch rõ ràng đồ. Chương 267, Tứ hải tu tiên học viện, xe lửa nội bộ có chút rộng rãi, như cái xa hoa gian phòng, lối đi nhỏ hai bên đều có một loạt hai người chỗ ngồi, công trình phi thường đầy đủ, hứa thư vị trí vừa vặn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài phi tốc chết đi phong cảnh, mà tại bên cạnh hắn cùng mặt trước, lại ngồi ba tên nữ tính, nhìn qua rất trẻ trung, đại khái chừng 20 tuổi. Có lẽ còn là học sinh, trong đó chính đối hứa thư nữ tử nhan trị tối cao, chỉ thấy nàng ngũ quan tinh xảo, tóc đen như mực, khí chất điềm tĩnh trang nhã, lại phá lệ thanh lãnh, phản phất từ khắp trong tranh đi ra đến giống như, rất có một tia đen dài thẳng ý vị, về phần mặt khác hai cái, thì bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, bất quá hứa thư cũng không để ý. Trước cuộc tu tiên giới tuấn Nam Mỹ nữ nhiều lắm, nhan trị căn bản không hề có tác dụng, huống chi rất nhiều tu sĩ cấp cao có thể thông qua bí pháp cải biến dung mạo, liền xem như cái xấu so cũng có thể thoát thai hoáng cốt, đẹp hơn nữa thì phải làm thế nào đây, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hứa thư dự định làm quen một chút vừa mua điện thoại, thuận tiện đi dạo một vòng dị giới internet. Sư, lửa xe chạy chừng 10 phút đồng hồ, ngồi tại hứa thư bên cạnh cô gái tóc ngắn bỗng nhiên đối đen dài thẳng ngữ khí thử nói, cái kia, ngươi tốt, xin hỏi. Ngươi là tô mạch hy học tỷ sao, nghe vậy, Đen dài thẳng buông xuống quyển sách trên tay tịch, nhìn về phía cô gái tóc ngắn. Người biết ta, câu nói này tương đương chấp nhận thân phận của mình. Trời ạ, à. thật là tô mặt hy học tỷ. Cô gái tóc ngắn vô cùng kích động, trong mắt lộ ra nồng đậm sùng bái, đến mức ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Ta, ta gọi Mai Sang Sang, là tứ hải tu tiên học viện sinh viên năm 2, vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải chân nhân, cùng trên tấm ảnh đồng dạng, quá, quá đẹp rồi, tứ hải tu tiên học viện, lâm nguyên thị lớn nhất tu tiên học viện. Vi danh hiển hách, cho dù ở vân hoàng nước cũng thuộc về đứng đầu nhất tu tiên học viện một trong, tụ tập đến từ từng cái thành thị địa khu thiên tài, không chỉ cần phải tại 18 tuổi trước bước vào ngưng khí cảnh năm tầng, mà lại nhất định phải nắm giữ lượng lớn khoa học tri thức mới có thể tiến nhập cùng Lam Tinh 985 có chút tương tự, nhiên văn, người tốt. Được xưng tô mặt khi đen dài thẳng lễ phép đáp lại, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cô gái tóc ngắn phản ứng, sự thật cũng đúng là như thế, cùng là tứ hải tu tiên học viện học sinh. Tô Mạc Hy chính là là tuyệt đối nhân vật phong vân, thiên phú dị bẩm, cao cao tại thượng, từng tại quyết đấu bên trong đánh bại mạnh hơn mình đối thủ, bây giờ càng là tứ hải học viện duy ba đạt tới ngưng khí cảnh 10 tầng học sinh. Nhận vô số học đệ học muội kính ngưỡng, thường xuyên sẽ gặp phải loại tình huống này, không tính là kỳ quái, tô học tỷ, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao, mai sang sang cưỡng chế nội tâm vui sướng, toàn thân run rẩy từ trong túi trữ vật lấy ra giấy cùng bút, thần sắc tràn ngập chờ mong, có thể, tô mặt hy khẽ mỉm cười, đưa tay tiếp nhận giấy cùng bút, viết xuống tên của mình đa tạ học tỷ mai sang sang mừng rỡ như điên hưng phấn kêu lên ta nhất định sẽ đem nó bọc lại thật tốt tức giữ tô mặt hy bọc lại không khỏi quá khoa trương đi qua các ngươi hai cái đều là tứ hải học viện cao tài sinh a à. thật hâm mộ tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ rất nhanh khác một người nữ sinh cũng gia nhập thảo luận bên trong say sưa ngon lành ồ ngươi ở đâu đi học mai sang sang nghi hoặc ai tam kình tu tiên học viện không bằng các ngươi nữ sinh cười khổ tam kình tu tiên học viện rõ ràng cực kỳ tốt mà lại học viện chỉ là phụ trợ mà thôi chân chính mạnh lên vẫn là phải dựa vào chính mình mặc kệ ở đâu đều như thế mai sang sang nghiêm túc nói tam kình tu tiên học viện một cái sở trường kim thuộc tính thổ thuộc tính phong thuộc tính cùng băng thuộc tính đặc thù học viện mặc dù không bằng tứ hải tu tiên học viện nhưng cũng coi như nhất lưu bồi dưỡng được qua không ít tu sĩ cấp cao ha ha có đạo lý lời tuy như thế nhưng nữ sinh lòng dạ biết rõ tu tiên một đường coi trọng nhất cứu thiên phú và tài nguyên mà có thể tiến vào tứ hải tu tiên học viện học sinh vô luận thiên phú vẫn là về sau đạt được tài nguyên khẳng định đều so tam kình tu tiên học viện cao hơn nghĩ cố gắng thông qua siêu việt gần như không có khả năng, ta đã kẹt tại ngưng khí cảnh 6 tầng sơ kỳ 2 tháng, từ đầu đến cuối tiến thêm không được, còn tiếp tục như vậy, cuối năm nay khảo hạch chỉ sợ muốn hạn chót, mai sang sang đổi chủ đề, thở dài nói, ngưng khí cảnh 6 tầng. Thật lợi hại a, à, ta chỉ có 5 tầng. Nữ sinh cảm khái, tại sao lại đình trệ, bỗng nhiên, tô Mạch hi mở miệng hỏi thăm, Ê, ta cũng không rõ ràng, nhưng gần nhất huyền minh mạch cùng huyền kinh mạch luôn luôn ẩn ẩn làm đau, chuẩn bị đến trường học bước nhỏ hỏi một chút lão sư, Mai Sang Sang bất đắc dĩ nói, nghe xong Mai Sang Sang miêu tả, tô Mặc hi hơi chút trầm ngâm, khẳng định nói, yên tâm đi, ngươi chỉ là tại tu luyện lúc xuất hiện đường trẻ. Ảnh hưởng đến kinh mạch mà thôi, từ hôm nay trở đi, mỗi lần tu luyện trước phục dụng một viên giải linh hoàng là được, nhiều nhất năm ngày liền sẽ khôi phục, đến lúc đó, tu vi của ngươi cũng sẽ đạt được đột phá, thật, Mai Sang Sang cực kỳ vui mừng, chợt không chút do dự gật đầu nói, ha ha ha, đa tạ học tỷ, đa tạ học tỷ, ta nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm. Tùy tiện chỉ điểm Mai Sang Sang hai câu, Tô Mặc Hy ánh mắt nhẹ liếc, quét mắt đối diện từ đầu đến cuối yên tĩnh như lúc ban đầu hứa thư, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy người này không đơn giản, bởi vì căn bản nhìn không thấu, rõ ràng an vị tại nơi đó, lại phản phất không thuộc về thế giới này giống như phiêu miểu thần bí, không thể tưởng tượng. Làm tô mặc hy có loại khó mà nói rõ hiếu kỳ cảm giác, cuối cùng, trải qua do dự chốc lát, tô mặc hy lấy hết dũng khí nói, ngươi tốt, ngươi cũng là đi lâm nguyên thành phố đi học sao, ta, hứa thư khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải học sinh, nhàn rỗi nhàm chán du lịch thôi, không phải học sinh, tô mặc hy kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng đúng nếu như hứa thư là cái nào đó học viện học sinh lời nói thực lực khẳng định không thấp mình như thế nào chưa nghe nói qua du lịch chật 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 lâm nguyên thành phố thế nhưng là có rất nhiều chơi vui địa phương ta đề cử ngươi đi mai sang sang lập tức lại gần nhiệt tình ba lạp ba lạp chen miệng nói hoàn toàn không giống như là cái học sinh hứa thư nửa giờ trôi qua rất nhanh xe lửa chậm rãi dừng lại thuận lợi đã tới Lâm Nguyên thành phố. So sánh Thiên Dương thành phố, Lâm Nguyên thành phố nhà ga muốn khổng lồ mấy lần, mà lại không chỉ có xe lửa, còn có cái khác phương tiện giao thông, tỷ như một loại chỉ có thể cưỡi 10 cái người linh năng phi toa, tốc độ có thể nhẹ nhõm vượt qua tốc độ âm thanh, có thể so với hợp đan cảnh tu sĩ, cho nên theo một ý nghĩa nào đó giảng, vân hoàng nước khoa học kỹ thuật kỳ thật so lam tinh càng thêm phát đạt. Tô học tỷ chúng ta cùng một chỗ trở về trường đi, Mai Sang Sang nhỏ giọng đề nghị, từng, bởi vì cùng đường, Tô Mặt Hy liền không có cự tuyệt, trước khi đi trước, nàng lần nữa liếc mắt hứa thư, nhưng mà hứa thư sớm đã không thấy tâm hơi, đi vào một cái địa phương mới, đầu tiên cần phải làm là tìm khách sạn dàn xếp, hứa thư hiện tại là có tiền, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu phí vấn đề. Dù sao tùy thời có thể lấy dùng linh thạch hối đoái, mua xuống toàn bộ Lâm Nguyên thành phố đều không là vấn đề. Chương 268, miệng méo Long Vương, tin tức mới nhất, Thần Ưng nước Hắc sắc vương tọa phủ nhận lần này yêu tộc bạo loạn sự tình cùng bọn hắn có quan hệ, cũng cho rằng Linh yêu hội quán ban bố video chính là từ nước ta bị đặt ra dội nước bẩn hành vi, giúp cho mãnh liệt khiển trách, nhất định phải hướng bọn họ nói xin lỗi. Ha ha, Thần Ưng nước vẫn là giống như trước đây không muốn mặt a. À hừ, sớm đã có người đào ra, video bên trong ba cái người rõ ràng liền là hắc sắc vương tọa thành viên, quả thực vô sĩ, đơn giản như vậy liền muốn thoát khỏi quan hệ, là đem chúng ta làm ngớ ngẩn sao, chư vị, chúng ta nhất định phải liên hợp yêu tộc huynh đệ, để thần ưng nước nỗ lực giá phải trả, khách sạn trên giường, hứa thư nhàm chán liếc nhìn trên mạng dư luận. Minh Bạch Vân Hoàng nước cùng thần ưng quốc chi ở giữa chỉ sợ tất có đánh một trận, mà lại yêu tộc hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn hạ tràng, cùng vân hoàng nước đứng chung một chỗ, đối mặt cường đại như thế hai của lực lượng, thần ưng nước đương nhiên sẽ không tùy tiện thừa nhận bọn hắn sở tác sở vi, nói một cách khác, lô ca đám người đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Bất quá loại này ý đồ chơi xấu phương pháp hiển nhiên không có khả năng hồ làm quá khứ, thần ưng nước hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn chỉ là tại tận lực kéo dài thời gian, cốt tập kết lực lượng, ứng đối vân hoàng nước cùng yêu tộc lửa giận thôi, trừ cái đó ra, hứa thư còn chứng kiến một đầu thú vị tin tức, đó chính là ám dạ long kỵ, từ mai bắt đầu quay chụp bộ thứ bảy. Về phần cố sự kịch bản nha, thì sẽ lấy lần này thần ưng nước âm mưu làm nguyên mẫu chế tác, rất nhanh liền thu được vô số ủng hộ và chờ mong, có thể nói theo sát thời sự, để hứa thư vui mừng là, liên quan tới hắn ở bên trong vai trò nhân vật, Linh yêu hội quán mặc dù hướng thượng tầng báo cáo, nhưng cũng không đối với ngoại giới lộ ra, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ca, ca đây là vật gì a? À? tiểu đồng ghé vào hứa thư trên bờ vai, hiếu kỳ quan sát đến màn hình điện thoại di động, biểu lộ tràn ngập nghi hoặc là một sinh hoạt tại Côn ngô giới thổ dân yêu thú, máy bay ô tô cùng tivi liền đã để nàng dị thường chấn kinh, lại nơi nào thấy qua thần kỳ như thế đồ vật, điện thoại, hứa thư vuốt vuốt tiểu đồng đầu, kiên nhẫn giải thích nói, có nó coi như nằm trong phòng nghỉ ngơi cũng có thể nhìn thấy rất nhiều ngươi không đi qua địa phương nha thật sao tiểu đồn mở to giọt lựu lựu mắt to khó có thể lý giải được đương nhiên hứa thư hoán đổi màn hình thay đổi ra muôn hình muôn vẻ phong cảnh hình ảnh biểu hiện ra cho tiểu đồn nhìn rực rỡ muôn màu thật là lợi hại tiểu đồn lập tức hứng thú cẩn thận hỏi ta ta có thể kiểm tra à ha ha cầm đi đi hứa thư sớm đã dự liệu được tiểu đồn phản ứng không ngạc nhiên chút nào, bởi vì vừa tới Lâm Nguyên thành phố, hứa thư cũng không có vội vã du sơn ngoạn thủy, mà là tại quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, thuận tiện chế định một chút hành trình kế hoạch, miễn cho đến lúc đó tùy ý chạy loạn, giữa trưa ngày thứ hai, hứa thư mang lên tiểu đồn. Dự định trước tiên tìm một nơi ăn cơm, căn cứ trên mạng lời bình, cuối cùng tiến vào một nhà nơi đó rất có danh tiếng phòng ăn, không thể không nói. Tin tức phát đạt có lẽ sẽ tạo thành một chút tệ nạn, nhưng cũng không ít chỗ tốt, tổng thể mà nói, xem như đại biểu cho tiến bộ, tiên sinh muốn ăn cái gì, phục vụ viên đưa lên một bảng menu, tỉnh tỉnh chờ đợi, hứa thư lật ra menu. Một trận cuồng điểm, toàn bộ đến một phần a. À, tiên sinh, ngày một người có thể ăn xong sao? Phục vụ viên kinh ngạc, cái này đã không biết là hứa thư lần thứ mấy gặp được tình huống tương tự, lúc này thần sắc dững dưng nói, yên tâm đi, không có vấn đề được rồi, phục vụ viên viết xong danh sách, sau đó nhanh đi thông tri phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, đừng quên nơi này thuộc về tu tiên giới. Nếu như là tu tiên giả nói nhiều ăn chút rất bình thường, không cần thiết truy hỏi căn nguyên, ta à, là ngươi, bỗng nhiên, một đạo có chút thanh âm kinh ngạc vang lên, đưa tới hứa thư chú ý, thật là ngươi, chủ nhân thanh âm cấp tốc tới gần, chợt lộ ra nữ tử tinh xảo điệp lệ dung mạo, một bộ màu tuyết trắng cổ trang, toàn thân tản ra gợn sóng mùi thơm ngát, giống như thiên tiên hạ phàm. Thanh nhã cao quý, tô mặt hy, hứa thư khóe mắt có chút run rẩy, dở khóc dở cười, muốn hay không như thế cẩu huyết, ăn một bữa cơm đều có thể gặp được, người tốt, còn nhớ ta không, gặp hứa thư thật lâu không nói, tô mặt hy hơi có vẻ xấu hổ, ê. Nhớ kỹ, hứa thư gật đầu, vậy là tốt rồi, tô mặt hy nhẹ nhàng thở ra, ngươi cũng là tới ăn cơm sao, không giống với phổ thông phòng ăn. Nhà này phòng ăn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là dùng linh thực cùng hung thú huyết nhục chế tác, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, nhất là thấp hơn chút linh cảnh người tu hành, cho nên cho dù là tứ hải tu tiên học viện học sinh, chỉ cần điều kiện cho phép, cũng sẽ thường xuyên thông qua dùng ăn linh thực, hung thú thịt phương pháp phụ trợ tu luyện, ừm, Hứa Thư lần nữa gật đầu. Bịch, đúng lúc này, đột nhiên có người hung tợn đẩy ra cửa thủy tinh xông vào phòng ăn, ánh mắt tả hữu quét ngang, cuối cùng dừng lại tại tô mặt hy trên thân, mực hy, cuối cùng tìm tới ngươi, người tới biểu lộ một đổi, mỉm cười đi đến trước, liếc mắt hứa thư, ngạo nghễ nói, thật là, ngươi tại sao không nói một tiếng liền tự mình ra, loại này phòng ăn thực sự quá cấp thấp. Ta đã tại lục gia khách sạn lớn đặt trước cấp cao nhất xa hoa bao sương, chúng ta đi nơi đó ăn đi, khẳng định có thể càng mau vào hơn giai trúc linh cảnh không hứng thú, tô mặt hy lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói, hứa thư, khá lắm, kinh điển tiếp mục A, à, thế mà để cho ta cho gặp, không biết còn tưởng rằng là cái gì đô thị cùng binh, miệng méo long vương đâu, hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến chuyện kế tiếp thái tình huống phát triển. Quả nhiên, người tới sắc mặt cứng đờ, cố nén lửa giận, đem đầu mâu chỉ hướng hứa thư, hắn là ai, lục văn trạch, chú ý lời nói của ngươi, chúng ta không quen. Tô Mạc Hy trách mắng, không quen. Làm 4 năm đồng học, ngươi nói không quen, Lục Văn trạch nhất thời thẹn quá hóa giận, âm dương quái khí mà nói, ha ha, ngươi chạy đến chính là vì cùng hắn hẹn hò a. À. Nhìn qua chẳng ra sao cả nha. Linh lực đều không có, không phải là người bình thường đi, nguyên lai khẩu vị của ngươi như thế đặc biệt, Hứa Thư, làm càng, Tô Mạc Hy con ngươi bỗng nhiên hóa thành màu trắng, tóc đen tung bay linh lực khí tức không che giấu chút nào thôi động bột phát, lục văn trạch, ngươi đang tìm cái chết, ngươi, lục văn trạch chấn động, hoàn toàn không nghĩ đến tô mặt hy sẽ lớn như vậy phản ứng. Nhưng cũng không dám cùng tô mặt hy sinh ra xung đột chính diện, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hứa thư, xám lựu lựu rời đi, không có ý tứ, để ngươi chê cười, đuổi đi lục văn trạch, tô mặt hy con ngươi một lần nữa biến trở về màu đen, hứa thư trầm mặt, bởi vì hắn biết, Thuốc cao da chó đã dính lên, thật có lỗi, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như Lục Văn Trạch tìm ngươi phiền phức, mời lập tức liên hệ ta, tự hồ minh bạch hứa thư ý nghĩ, tô mặt hy nghi mặt nói, cho đến tận nay, đây cũng là nàng lần thứ nhất chủ động đem mình phương thức liên lạc giao cho nam tính, nha, hứa thư không quan trọng tiếp nhận phương thức liên lạc, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nếu như Lục Văn Trạch thật dám tìm hắn để gây sự, xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Chương 269, Thiên Hành Sơn, chỉ chốc lát, hứa thư điểm mười mấy loại đồ ăn liền bị phục vụ viên từng cái bưng lên bàn, làm tô mặt hy phá lệ kinh ngạc, ngươi một cái người ăn nhiều như vậy, không được sao, hứa thư hỏi lại, Ê, tô mặt hy á khẩu không trả lời được, những thức ăn này ngoại trừ số lượng nhiều bao ăn no bên ngoài, đều không rẻ a, à, tức làm gia đình tương đối giàu có nàng. Cũng không dám tùy ý xa xỉ như vậy, được rồi, cùng một chỗ ăn đi, hứa thư bất đắc dĩ cười khổ dù sao thuốc cao da chó đã dính lên không cần thiết lại thờ ơ lạnh nhạt coi như là kết giao một vị bạn mới Ta, à, tô mặc khi sững sờ hoàn toàn không nghĩ đến hứa thư sẽ chủ động mời mình chần chờ nửa ngày gật đầu nói đa tạ đổi lại người khác tô mặc khi tuyệt đối sẽ không đồng ý nhưng mỗi lần nhìn thấy hứa thư lúc nàng chắc chắn sẽ có loại khó mà nói rõ bình thản cảm giác làm cả người dị thường buông lỏng Thế là cứ như vậy, Tô Mặc Hy cùng Hứa Thư ngồi xuống cùng một chỗ ăn bữa cơm, bất quá vì bận tâm hình tượng, Tô Mặc Hy vô cùng cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì lấy điềm tĩnh ưu nhã tư thái, để tránh bị ghét bỏ, rất nhanh, Hứa Thư ăn uống no đủ. Gọi tới phục vụ viên tính tiền, sau đó cùng Tô Mặc Hy đi ra phòng ăn, ha ha, gặp lại, chờ một chút, Tô Mặc thi mở miệng gọi lại Hứa Thư, "Thế nào?" Hứa Thư nhíu mày, "Cái kia" Đa tạ ngươi hôm nay khoản đãi, còn không biết tên của ngươi, Tô Mặc Hy yếu ớt hỏi, Hứa Thư, để tỏ lòng cảm kích, ta cũng nghĩ xin ngài ăn bữa cơm, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? A, à, không cần, Hứa Thư phất phất tay, nhẹ lướt đi, lưu lại đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thất lạc Tô Mặc Hy, chuyển qua hai con đường, một đoạn đường miệng, Hứa Thư bỗng nhiên dừng bước lại, xùi, cùng lúc đó, một chiếc xe hơi tùy theo dừng ở bên cạnh cùng hứa thư vẹn vẹn cách xa nhau khoảng nửa mét, soạt, cửa xe mở ra, hai tên lưng hùng vai gấu đại hán lập tức ngư dược mà ra. Hai mắt trừng trừng, cắt gao nhìn chầm chầm hứa thư, ngay sau đó lục văn trạch cũng từ bên trong nhảy xuống, mũi vểnh lên trời, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, về sau cách tô mặt hy xa một chút, nếu không. Hừ hừ, cho hắn chút giáo huấn đúng, hai tên đại hán lập tức vung tay vung chân, lộ ra không có lòng tốt nghe răng cười, hứa thư, khá lắm. Thật thành đô thị cùng binh, miệng méo Long Vương A, mặc dù hắn đã sớm dự liệu được sẽ là loại tình huống này, tốt chiến tốt thắng, không muốn lưu xuống dấu vết gì, vứt xuống câu nói này, Lục Văn Trạch lại quay người về tới trên xe, đối với hai tên đại hán thực lực, Lục Văn Trạch rất có lòng tin, một cái trúc linh cảnh trung kỳ, một cái trúc linh cảnh hậu kỳ. Là phụ thân chuyên môn vì hắn tìm bảo tiêu, tinh thông các loại hợp kích tuyệt kỹ, phi thường lợi hại, nếu là liên thủ, coi như Trúc Linh cảnh đỉnh phong cũng có sức đánh một trận, đối phó hứa thư người bình thường dễ như trở bàn tay, tiếc núi là, hắn gặp hứa thư, ầm, ầm, nghe được sau lưng động tĩnh, Lục Văn Trạch cười quay đầu lại nói, làm xong, sau đó, hắn liền mộng bức. Bởi vì mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng hai tên đại hán, giờ phút này đã toàn bộ nằm trên mặt đất đã hôn mê, phản phất ngủ thiếp đi giống như an tường, ngươi, ngươi, lục văn trạch mảnh mở to hai mắt, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nói đùa cái gì, long ngủ, long lục, các ngươi hai cái thế nào, lục văn trạch trung lẫy bẫy, ý đồ đánh thức hai tên đại hán. Tiếc núi là không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngươi đối bọn hắn làm cái gì, không có gì, chính là cho chút giáo huấn. hứa thư cười nói, tiếp xuống, đến phiên ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi bất quá tới a, à? ta là lục văn trạch lời còn chưa dứt hứa thư bấm tay gãy nhẹ lục văn trạch cánh tay đột nhiên vặn vẹo biến hình bày biện ra bất quy tắc trạng thái a a a lục văn trạch tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đường đi nhưng sau một thắt liền bị ngăn chặn miệng nửa ngày quá khứ lục văn trạch hai tay bẻ gãy giống như bùn nhão giống như sụi lơ trong xe cùng hai tên đại hán đồng dạng lâm vào hôn mê bởi vì vẻn vẹn cho chút giáo huấn cho nên hứa thư cũng không đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn, cũng không cần thiết. Giải quyết xong lục văn trạch, hứa thư ngồi lên xe buýt, một đường tiến lên xuyên qua, một lát sau, đi tới lâm nguyên thành phố nổi danh nhất cảnh điểm một trong, thiên hành sơn, thiên hành sơn, vân hoàng nước lịch sử trên cổ xưa nhất, dài lâu nhất thánh địa tiên sơn, thời kỳ viễn cổ từng sinh ra vô số đẳng cấp cao đại năng, vi chấn thiên hạ, hùng bá một thời đại. Truyền ngôn 10 vạn năm trước, từng có vị tiên nhân giáng lâm thiên hành sơn hướng mọi người truyền thụ công pháp tu hành hàng yêu trừ ma khu trục man di cũng sáng lập huy hoàng vô cùng lánh đời thiên cung cứ việc theo thời gian trôi qua lánh đời thiên cung sớm đã bao phủ tại dòng sông lịch sử bên trong nhưng liên quan tới nó cố sự đến nay như cũ truyền tụng tại vân hoàng nước mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng vân hoàng nước văn minh liền cùng lánh đời thiên cung có cực kỳ thâm hậu nguồn gốc bởi vì mỗi khi mảnh đất này lọc vào tập kích, lâm vào nguy nan lúc, lánh đời thiên cung kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất đứng ra ngăn cản, cứu vớt vô số sinh linh, được tôn sùng là thánh địa, vạn chúng kính ngưỡng, nhã kho sách, đương nhiên, bây giờ thiên hành sơn. Bởi vì linh khí ngày càng mỏng manh, đã dần dần rút đi sắc thái truyền kỳ, biến thành đối ngoại mở ra, tùy ý thưởng thức cảnh khu, dù vậy, vẫn như cũ nhận rất nhiều vân hoàng nước tu sĩ tôn sùng, thậm chí không ít tu sĩ cho rằng Thiên Hành Sơn chính là tu tiên khởi nguyên, nhìn qua mắt trước cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ đại sơn, Hứa Thư có chút cảm khái, mặc dù hơi có xuất nhập. Nhưng hoàn toàn chính xác giống trên mạng nói như vậy rung động, ngươi tốt, vé vào cửa 300, xuyên qua khắc lấy Thiên Hành Sơn ba chữ to cửa đá, Hứa Thư leo lên tầng thứ nhất bậc thang, so sánh khu vực khác, nơi này linh khí quả thật có chút mỏng manh khó trách sẽ từ thánh địa lưu lạc làm cảnh khu mặt khác ngoại trừ hứa thư chung quanh còn có không ít du khách trong đó bao quát ngưng khí cảnh trúc linh cảnh cấp bậc tu sĩ ha ha rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết bên trong thiên hành sơn quả nhiên danh bất hư truyền a tranh thủ thời gian chụp mấy tấm hình chật chật nếu là 10 vạn năm trước nên cỡ nào khí tượng nghe vang lên bên tai tiếng thảo luận hứa thư chậm rãi trên trước rất nhanh liền đem bọn hắn bỏ lại đằng sau căn cứ số liệu biểu hiện. Thiên hành sơn lớp 10 vạn 6,443 m, rộng 5,790 m, chia làm 6 cái khu vực, mỗi cái khu vực phong cảnh không giống nhau, lại tồn tại một chút lánh đời thiên cung lưu lại di tích cổ, những này di tích cổ bên trong có bộ phận không trọn vẹn phù văn cùng khắc đá, nghe nói ẩn giấu đi vô tận huyền bí, đáng tiếc cho đến tận nay còn chưa hề có người có thể lĩnh hội, trong nháy mắt thứ một cái khu vực liền xuất hiện tại hứa thư mắt trước, để hắn kinh ngạc chính là, lại có yêu tộc, hơn nữa nhìn trang phục tựa hồ không giống du khách, càng giống là ở tại trên núi, người tốt, yêu tộc giống như một cái đi tản bộ lão đại gia giống như, lễ phép vất tay chào hỏi, ách, người tốt, hứa thư đáp lại, đến du ngoạn sao, yêu tộc rất nhiệt tình. Đúng thế, hứa thư gật đầu, ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, yêu tộc cười hiếp mắt nói, hứa thư. Chương 270, chỉ cần 9 vạn 8, đây là con bản thể là lông đen chuột yêu tộc, trúc linh cảnh sơ kỳ tu vi, cả người câu lũ lấy lưng, ngoại trừ hai cái răng cửa nhìn qua dài, khá là quái dị bên ngoài, ngoại hình cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt, chỉ thấy hắn hai tay cắm ở tay áo bên trong, vẻ mặt tươi cười, một bộ thư giảng thích ý, bình chân như vậy nhàn tản bộ dáng. Một bên hướng hứa thư chào hỏi, một bên tự lẩm bẩm, du ngoạn tốt. Du ngoạn tốt, hứa thư, nhìn tình huống đối phương hẳn là thuộc về kia loại đã tiếp nhận nhân loại yêu tộc, mà lại quan hệ không ít, nếu không như thế nào sinh hoạt tại thiên hành sơn trên, mặc dù theo thời gian trôi qua, thiên hành sơn phụ cận linh khí bắt đầu ngày càng mỏng manh, kém xa trước, nhưng rốt cuộc từng là lánh đời thiên cung tiên môn. Người bình thường há có thể tùy ý vào ở, người trẻ tuổi, người nhưng từng nghe qua vực ngoại tà ma cố sự lông đen chuột lộ ra thần bí biểu lộ, vực ngoại tà ma, gặp hứa thư thần sắc mờ mịt, lông đen chuột hai mắt sáng lên, lập tức nói tiếp, việc này muốn từ 8 vạn năm trước nói về, bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ, lại nói 8 vạn năm trước. Chúng ta dưới chân mảnh đất này tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, một đám không biết đến từ nơi nào vượt ngoại tà ma đột nhiên giáng lâm, cũng lấy bọn hắn cường đại thực lực khủng bố triển khai đồ sát cướp đoạt, càng quét bát phương, chỉ dùng ngắn ngủi nửa tháng, liền làm đại lục thay ngã vạn dặm, sinh linh đồ tháng, rất nhiều chủng tộc cơ hồ diệt tuyệt. Đúng lúc này, lông đen chuột cố ý kéo dài thanh âm, nghiêm túc vô cùng, lánh đời thiên cung nhìn không được, bọn hắn lúc này phái ra đến hàng vạn mà tính tiên nhân, cùng vực ngoại tà ma đại chiến tại trên chín tầng trời, trọn vẹn 10 cái ngày đêm trong đó lánh đời thiên cung dẫn đầu trưởng lão được xưng là vô lượng chân tiên đến nay vẫn có liên quan tới hắn thần thoại lưu truyền thế gian ngươi nhìn nơi đó tôn này tượng đá liền là vô lượng chân tiên thế nào không có lừa ngươi a à, hứa thư quay đầu nhìn lại hoàn toàn chính xác trông thấy một tôn oai hùng bất phàm tượng đá làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng bất quá đạo lý ta đều hiểu thế nhưng là cái này cùng ta có cái gì quan hệ nhưng mà một giây sau lông đen chuột liền cấp ra đáp án năm đó vô lượng chân tiên tự tay chém giết vượt ngoại tà ma chúa tể vi chấn thiên hạ trở thành vô số người tu hành cảm nhận bên trong thần tượng mà ngoại giới không biết là vô lượng chân tiên chém giết vượt ngoại tà ma chúa tể lúc sử dụng vũ khí gọi là vô lượng bay vòng nói xong lông đen chuột cấp tốc từ tay áo bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đồng thể kim hoàng thiết hoàng nói hôm qua ta ở trên núi đi dạo lúc Vừa vặn phát hiện di thất đã lâu vô lượng bay vòng. Ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, đỉnh đầu có đạo linh quang phun ra ngoài, tuổi còn trẻ liền có cường đại thân thể cùng kinh mạch, quả thực là trăm năm khó gặp tu hành thiên tài, tiền đồ nhất định không thể đo lường, bây giờ không muốn 980 vạn, không muốn 98 vạn, chỉ cần 9 vạn 8, 9 vạn 8, cái này chém giết qua vực ngoại tà ma chúa tể vô lượng bay vòng liền bán cho ngươi. Người trẻ tuổi Muốn hay không suy tính một chút, yên tâm, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắt lừa, trong thiên hạ, chỉ này một kiện, hứa thư, khá lắm, làm nửa ngày nguyên lai like là muốn dẫn hàng A, cũng cho ngươi vẫn là yêu tộc, có được chút linh cảnh tu vi đâu, mặt khác, ở trên núi đi dạo lúc vừa vặn phát hiện di thất đã lâu vô lượng bay vòng. Đem người khác làm ngớ ngẩn sao? Ai sẽ tin tưởng A? Thế nào, chính vạn tám cầm đi lông đen chuột cười rạng rỡ sốt ruột nói thật có lỗi không hứng thú hứa thư lắc đầu cái gì vô lượng bay vòng liền là cái cấp thấp linh khí mà thôi coi như muốn gạt người tối thiểu biên cái chân thực điểm cố sự a à, dùng một cái cấp thấp linh khí dây vào sứ vô lượng bay vòng giữa hai bên chênh lệch thật là quá lớn tám vạn tám vạn lông đen chuột vội vàng gọi lại hứa thư tám vạn không thể lại thấp gặp hứa thư như cũ không hề bị lay động lông đen chuột lại nói đừng có gấp a ngoại trừ vô lượng bay vòng ta chỗ này còn có thương khung chi nhận diệt thế đại đao như ý kiếm hứa thư gia hỏa này thật là một cái trúc linh cảnh cấp bậc yêu tộc sao quá bất hợp lý tạ ơn ta không cần hứa thư cười khổ lắc đầu tiếp tục lên núi đỉnh tiến lên không đợi hứa thư đi xa lông đen chuột lần nữa ngăn lại một tên du khách ngươi tốt đến du ngoạn sao ha 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 hoan nghênh hoan nghênh người trẻ tuổi ngươi nhưng từng nghe qua vực ngoại tà ma cố sự ai có thể nghĩ tới cho dù là tu tiên giới cảnh khu cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này không biết chỉ sợ còn tưởng rằng lông đen chuột là cái sẽ chỉ lặp lại một đoạn đối thoại npc đâu sau đó hứa thư tiếp tục hướng bên trên đạt tới cái thứ hai khu vực so sánh phía dưới nơi này liền muốn náo nhiệt nhiều bởi vì chung quanh có bộ phận lánh đời thiên cung để lại phù văn thắt đá leo lên nơi đây tu sĩ thường thường đều sẽ dừng lại quan sát một lát, có chút thậm chí sẽ ngồi xếp bằng xuống tiến vào minh tưởng trạng thái, ý đồ lĩnh hội, tiếc núi là cho đến tận nay còn chưa hề có người có thể chân chính lĩnh hội. Đương nhiên, cứ khoa trương trình độ không thua kém một chút nào lông đen chuột, phá lệ khôi hài, hứa thư không có đi quản những yêu tộc kia, mà là đi tới một khối miêu tả lấy phù văn tàn tạ vách đá trước, đây là cái gì phù văn, quá phức tạp đi đi, căn bản xem không hiểu a, à, vỗ xuống đến mang trở về chậm rãi nghiên cứu, chỉ bằng ngươi, hừ, ta thế nhưng là cấp 1 phù văn sư. Ha ha, ngu xuẩn, mấy ngày trước sát vách thì cấp 6 phù văn sư đều không thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ, ngươi một cái cấp 1 phù văn sư có thể làm gì? Cái gì? Cấp 6 phù văn sư đều thất bại sao? Những phù văn này niên đại quá xa xưa, đã thất truyền, tức làm lấy quốc gia chúng ta lực lượng trước mắt cũng chỉ có thể sửa chữa không thể tái hiện ai nha quá đáng tiếc mấy tên du khách một bên thấp giọng thảo luận một bên nghiêm túc quan sát kết quả tự nhiên không ngạc nhiên chút nào phù văn sao đối với phù văn hứa thư không thế nào hiểu rõ nhưng rất rõ ràng vô luận là tại chiến đấu bên trong vẫn là luyện khí luyện đan phù văn đều phi thường mấu chốt nhất là luyện khí luyện đan đầu tiên nhất định phải nắm giữ đầy đủ đẳng cấp phù văn mới được nếu không cái gì cũng không làm được, bởi vậy luyện khí sư cùng luyện đan sư cùng phù văn sư nguyên lý cơ bản đều là tương thông, cho nên lúc chiến đấu bọn hắn có lẽ không có siêu cường lực công kích, nhưng lại tuyệt đối cực kỳ khó chơi, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào phù văn trận bên trong, lọc vào treo đùa cùng tra tấn, từng, thuận tiện học tập một chút phù văn đi. Hạ quyết tâm, hứa thư trực tiếp dùng linh thức đảo qua vách đá, bắt đầu lĩnh hội, đối với người khác mà nói, muốn lĩnh hội những này lánh đời thiên cung để lại phù văn có lẽ khó như lên trời, nhưng đối hứa thư tới nói lại dễ như trở bàn tay, không đến nửa khắc đồng hồ, Hứa Thư đã nhẹ nhõm khống chế. Chương 271, phù văn, phù văn, một loại cực kỳ đặc thù thần kỳ tồn tại, cũng không phải là từ nhân loại sáng tạo, chỉ là trải qua bọn hắn không ngừng sửa chữa, sinh ra vô số to to nhỏ nhỏ chi nhánh mà thôi, nắm giữ phù văn liền giống như phá vỡ gông cùng xiền xích, đồng thời có được nhiều chủng loại tính lực lượng, tỉ như một cái hỏa thuộc tính tu sĩ. khi hắn học được phù văn về sau, liền có thể dùng phù văn sử dụng ra kim thuộc tính, một thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính chính là đến băng thuộc tính lực lượng. đây chính là phù văn khó dây dưa nhất địa phương, người vĩnh viễn không cách nào dùng lẽ thường đi định nghĩa một vị phù văn sư. bởi vậy, tại đối mặt phù văn sư lúc mọi người thường thường đều sẽ rất cẩn thận, huống chi rất nhiều phù văn sư hay là luyện đan sư. Luyện khí sư, ai dám tùy tiện đắc tội, này trước, hứa thư đối phù văn hiểu rõ cơ hồ giới hạn tại thủ đoạn công kích, rốt cuộc hắn còn chưa từng thấy người khác dùng phù văn luyện đan, luyện khí bộ dáng, cũng không hứng thú, hiện tại đã gặp, liền thuận tiện học tập một cái đi, đây chính là phù văn sao, thu hồi linh thức, hứa thư lòng bàn tay hư nắm, ngưng tụ ra từng đạo phức tạp tối nghĩa biến ảo khó lường phù văn màu vàng tại hứa thư điều khiển dưới phù văn màu vàng cấp tốc hòa lẫn cuối cùng hóa thành cùng trên vách đá giống nhau như đúc phù văn đồ án ông trong chốc lát ánh sáng chói mắt mang từ vách đá nội bộ nở rộ phóng lên tận trời thậm chí lấn át mặt trời rầm 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 một giây sau cùng phong gào thét đất trung núi chuyển đem bên trong phương viên mười dặm tầng mây đều thổi tan Môn hình vạn trạng, ngoạ tàu, chuyện gì xảy ra, chung quanh tu sĩ lập tức liên tiếp lui về phía sau, sợ xanh mặt lại, phù văn vách đá giống như sống lại đồng dạng, uy uy uy, sẽ không bạo tạc a, à, lấy trước xuất hiện qua loại tình huống này sao, không có. Tuyệt đối không có, vô luận là du khách, vẫn là ở tại trên núi yêu tộc, toàn bộ bị hù dọa, nhìn không được kinh hô. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, thất kinh thời khắc trên vách đá phù văn đồ án lại bắt đầu ở chậm rãi ám đạm mà vẹn vẹn qua nửa phút trên vách đá phù văn đồ án cũng đã hoàn toàn biến mất cái gì đều không thừa hạ toàn trường trầm mặc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thật lâu mới có người đánh vỡ yên tĩnh yếu ớt mà nói ta không nhìn lầm đi phù văn biến mất cụ cụ ngươi không nhìn lầm là thật cái này xảy ra chuyện gì trời ạ à? chẳng lẽ có người tham ngộ phía trên phù văn ai là ai đám người nhìn chung quanh cũng không có chú ý tới gần tại trước mắt hứa thư thì ra là thế hứa thư nhếch miệng lên lộ ra có chút hăng hái biểu lộ nghĩ không ra chỉ cần tìm hiểu phù văn đồ án nó liền sẽ tự động biến mất nếu không có gì ngoài ý muốn chỉ sợ là lánh đời thiên cung cố ý lưu lại diệt đi trong tay phù văn màu vàng hứa thư quay người rời đi chuẩn bị tiến về phía trên khu vực thứ ba nửa đường hứa thư lại lục tục ngo ngoe gặp không ít du khách cũng đang thảo luận vừa rồi ánh sáng bằng hữu ngươi từ dưới bên cạnh đến biết vừa rồi đạo ánh sáng kia là chuyện gì xảy ra sao không biết hứa thư lắc đầu ai tốt a à, không bao lâu hứa thư đi tới giữa sườn núi khu vực thứ ba từ nơi này nhìn đã có thể đem nửa cái lâm nguyên thành phố thu hết vào mắt cực kỳ hùng vĩ đương nhiên ở chỗ này cũng có được lượng lớn yêu tộc sinh linh chính nhiệt tình tiếp đãi du khách, trong đó một cái cùng lông đen chuột đồng dạng ngăn lại hứa thư nói. Người trẻ tuổi, ngươi nghe qua biển sao tử thần cố sự sao, hứa thư, khá lắm, các ngươi văn án đều không thay đổi sao, ngay tại hứa thư leo lên thiên hành sơn, thưởng thức phong cảnh lúc, lục thị tập đoàn danh nghĩa bệnh viện bên trong, nên đón một đám vẻ mặt nghiêm túc người tu hành, người cầm đầu mày rậm mắt to, mày trắng tóc dài, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại không hiểu uy nghiêm. Chủ tịch, ừm, trạch ở đâu, xin mời đi theo ta, tại y sư dẫn đầu dưới, Lục Minh Phong tiến vào tầng thứ sáu xa hoa nhất phòng bệnh, phụ thân, nhìn thấy Lục Minh Phong, Lục Văn Trạch cực kỳ vui mừng, dãy dụa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại chỉ có thể nằm ở trên giường, hai đầu cánh tay tức thì bị đồ vật chống chọi, giống như bùng nhão giống như không thể động đậy. Hắn đây là thế nào? Lục Minh Phong nhíu mày, đây. căn cứ chúng ta kiểm tra, Lục công tử hai đầu cánh tay hẳn là đoạn mất. Y sư trần chờ đáp, gãy tay vì cái gì nằm? Lục Minh Phong đôi mắt nhắm lại, lóe ra khiếp người hàng quan, cái này không rõ ràng. Y sư nhức đầu nói, vô lượng chúng ta làm sao kiểm tra, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhưng Lục công tử liền là đứng không dậy nổi, tra không được nguyên nhân. Lục Minh Phong ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, phải biết, Lục Văn Trạch mặc dù là cái học sinh, nhưng cũng có ngưng khí cảnh 10 tầng, gãy tay gãy chân loại trình độ này thương thế cứ việc sẽ tạo thành ảnh hưởng, cũng không đến mức sẽ bộ dáng như thế, mà lại hắn kiến tạo bệnh viện này bên trong có rất nhiều y sư cùng dược liệu. Nếu như vẹn vẹn tay gãy lời nói, chỉ sợ sớm đã đã khỏi hẳn, phụ thân, phụ thân, người muốn báo thù cho ta a? À. Ô ô ô, Lục Văn Trạch thống khổ kêu lên nói, ngậm miệng, Lục Minh Phong trừng mắt nhìn Lục Văn Trạch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, "Để ngươi ở bên ngoài thiếu gây phiền toái, ngươi thiên không nghe, nếu là đắc tội một vị nào đó tu sĩ cấp cao, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Lục Văn Trạch lập tức trùng mình một cái, thành thành thật thật ngậm miệng lại, hắn sợ nhất liền là phụ thân Lục Minh Phong lục thị tập đoàn có thể tại ngắn ngủi trăm năm bên trong đưa thân lâm nguyên thành phố một trong năm đại gia tộc, sản nghiệp thấp mười mấy thành thị, cơ hồ toàn bộ nhờ lục minh phong một người chống lên. Nếu không bằng vào lục văn trạch thiên phú, có thể nào trở thành tứ hải tu tiên học viện đỉnh tiêm học sinh, hừ lạnh một tiếng, lục minh phong tản ra linh thức, quyết định tự mình điều tra một chút lục văn trạch thương thế. Nhưng mà cho dù là tạo hóa cảnh hậu kỳ cấp bậc lục minh phong, cho ra kết luận cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể xác định Lục Văn Trạch gãy tay mà thôi. Tại sao có thể như vậy, Lục Minh Phong càng nghĩ càng kinh hãi, bởi vì gặp được loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, đó chính là đánh gãy Lục Văn Trạch hai tay người thực lực xa xa mạnh hơn hắn, tức làm lưu lại thủ đoạn gì cũng không phát hiện được, đến cùng xảy ra chuyện gì, gặp Lục Minh Phong vẻ mặt thành thật, Lục Văn Trạch rụt rụt đầu, không dám giấu giếm lúc này đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng nói ra, nghe xong miêu tả, lục minh phong giận tím mặt, chỉ vào lục văn trạch cái mũi mắng, phế vật. Phế vật, vì một nữ nhân, ngươi liền dám đắc tội không quen biết tu sĩ, quả thực ngu xuẩn. Cực độ ngu xuẩn. Làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, để cho ta về sau như thế nào đem lục thị tập đoàn giao cho ngươi. Lục văn trạch cúi đầu thấp xuống, dọa đến run lẩy bẩy, nơi nào còn có nửa điểm trước đó ngang ngược càng rỡ tư thái, cái kia người bây giờ ở nơi nào, không biết, Lục Minh Phong cố nén lửa giận đối thủ hạ sau lưng phân phó nói, lập tức đi thăm dò, đúng, từ hôm nay trở đi, ngươi nơi nào đều không cho phép đi, thật tốt đợi tu luyện, nếu không, ta không ngại cho ngươi sinh cái đệ đệ. Chương 272, chịu nhận lỗi, làm lục gia gia chủ, lục minh phong địa vị theo không ngừng tăng lên, cũng dần dần tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn cường giả, bởi vậy thật sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tại dạng này một cái thế giới bên trong, tuyệt đối không thể quá cuồng vọng, nếu không ngươi vĩnh viễn không biết sẽ trêu chọc như thế nào tồn tại, cho nên vô luận làm cái gì. Lục Minh Phong đều phi thường điệu thấp, phòng ngừa trong lúc vô tình đắc tội một vị nào đó đại năng, nhưng mà bởi vì thời gian dài dấn thân vào sự nghiệp cùng tu luyện, bỏ bê quản giáo dẫn đến hắn bây giờ con độc nhất Lục Văn Trạch trở thành một cái chính cống hoàng khố thiếu gia cứ việc thông qua tài nguyên chồng chất để hắn tại 30 tuổi trước thuận lợi bước vào ngưng khí cảnh 10 tầng nhưng thật bàn về thiên phú lại cùng tô mặt hy loại này trên lệch rất xa nhưng vấn đề là Lục Văn Trạch cũng không cho rằng như vậy chỉ vào thực lực cùng bối cảnh cơ hồ tại tứ hải tu tiên học viện đi ngang từ đầu đến cuối một bộ ven váo hung hăng ngang ngược càng rỡ tư thái đối với cái này lục minh phong cực kỳ đau đầu từng nhiều lần cảnh cáo lục văn trạch không phải ở bên ngoài gây chuyện thị phi làm sao lục văn trạch hoàn toàn không nghe lọt tai cuối cùng vẫn là trúng chiêu tóm lại vô luận như thế nào trước hết điều tra rõ trừ thân phận của đối phương cẩn thận xử lý để tránh tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả ai nhìn đến có cần phải sinh thứ hai thai lục minh phong thở dài cùng lúc đó thiên hành sơn hứa thư leo lên cuối cùng một mảnh cảnh khu cũng là thiên hành sơn đỉnh núi đưa mắt nhìn lại phía dưới tất cả mọi thứ đều đã biến thành như là kiến hôi nhỏ bé điểm đen không biết là cái gì ngẫu nhiên có mấy tên tu sĩ bay qua lại chớp mắt đi xa kỳ thật dựa theo quy định người tu hành là không cho phép tại thành thị bên trong bay làm được mà những tu sĩ kia sở dĩ có thể tùy ý phi hành thì là bởi vì lệ thuộc vào linh yêu hội quán chờ ngành đặc biệt lúc thi hành nhiệm vụ có thể không nhận ước thúc, mau nhìn, nơi đó liền là lánh đời thiên cung lưu lại di tích, có người chỉ vào nơi xa kêu lên, di tích, hứa thư lông mày gãy nhẹ, quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có tòa tàn tạ cổ lão di tích sừng sững tại đỉnh núi trung tâm, mặc dù đã không biết bao nhiêu năm trôi qua tuế nguyệt, nhưng lại như cũ lấy một tia phong thái. Làm người không hiểu hướng tới, đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại di tích phía trước tượng đá trường mi rủ xuống vai, tiên phong đạo cốt, tản ra dị thường cường hãn uy áp, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết, kia vẻn vẹn một pho tượng đá mà thôi, bịch, bịch, để hứa thư không nghĩ tới chính là, chung quanh đột nhiên có người quỳ xuống. Đồng thời không chỉ một, chỉ thấy bọn hắn chấp tay trước ngực, thần sắc thành kính mà nói, cảm tạ thiên tôn ban cho chúng ta tiên pháp, chính như trước đó nói. Rất nhiều tu sĩ cho rằng thiên hành sơn chính là tu tiên khởi nguyên, phụng làm thánh địa, mà tượng đá bản thể, chính là truyền thuyết bên trong vị kia giáng lâm thiên hành sơn, truyền thụ sinh linh công pháp tu hành tiên nhân. Cũng là lánh đời thiên cung người thành lập, bởi vậy để tỏ lòng lòng biết ơn, bọn hắn quyết định quỳ lạy cảm ơn, bất quá điên cuồng như vậy chung quy là số ít, đại bộ phận nhiều nhất ý tứ ý tứ, chấp tay hành lễ thôi, hứa thư quan sát nửa ngày, cảm thấy nhàm chán. Thế là tại đỉnh núi dạo qua một vòng, đi vào một chỗ sườn đồi một bên, quan sát chúng sinh, dừng lại. Bỗng nhiên, một tên đi ngang qua nam tử gọi lại hứa thư, nhanh chóng khuyên giải nói, tiểu hỏa tử, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn A. Nơi này chính là thiên hành sơn, lớp 10 vạn 6,443 m ngươi nếu là nhảy đi xuống, sẽ quẳng thành một đám thịt nhão, hứa thư, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nghĩ nhảy xuống, nào có thế đoán được nam tử câu nói này lại cấp tốc đưa tới chú ý của những người khác. rất nhanh phụ cận du khách liền toàn bộ vây quanh, người trẻ tuổi tuyệt đối đừng nhảy a, à, đúng vậy a à, đúng vậy a, à, mau tới đây, quá nguy hiểm, tiểu hỏa tử, có cái gì nghĩ không ra cùng chúng ta nói a, à, chúng ta giúp ngươi, chẳng lẽ là vi tình sở khốn? người trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng không gái người, tu hành tự nhiên thần a. À. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tu hành tốc độ. Không sai, làm cho nam nhân tiến bộ nhanh nhất liền là cấm dục, hứa thư triệt để im lặng, mặc dù mọi người đều là lòng tốt, nhưng cùng nữ nhân có cái gì quan hệ? Các ngươi đừng đoán a, à, trên thực tế, trong mắt của mọi người, Hứa thư bất quá là cái chừng 20 tuổi thanh niên thôi, tuyệt đối không có khả năng đạt tới trúc linh cảnh, có thể ngự không phi hành, cho nên mới sẽ như thế lo lắng. Nếu là thay cái trúc linh cảnh hoặc là hợp đang cảnh cấp bậc tu sĩ đứng tại nơi đó khẳng định không ai đi quản, dù sao quản không chết, mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, hứa thư cười khổ lắc đầu, dứt khoát thả người nhảy lên, nhảy xuống sườn đồi, không muốn, chỉ một thoáng, mấy tu sĩ xông ra, muốn tiếp được hứa thư, sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì một giây sau, vừa mới nhảy xuống hứa thư vậy mà bay lên, quanh, nương theo lấy một thanh âm bạo. Hứa Thư trong nháy mắt biến mất ở chân trời, nhấc lên trận trận tiếng vang, đinh tai nhức óc, đám người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt khóc mồm, ha, tới gần giữa trưa, Hứa Thư đáp xuống một mảnh quảng trường, mang theo tiểu đồng ăn chút gì, chuẩn bị tiếp tục du lịch Lâm Nguyên thành phố. Cứ việc bởi vì hiểu lầm, Hứa Thư sách trước trời đi Thiên Hành Sơn, nhưng đối với tại Thiên Hành Sơn thu hoạch, Hứa Thư vẫn là rất hài lòng. Rốt cuộc lánh đời thiên cung để lại phù văn cũng không phải phổ thông phù văn chí ít sau vân hoàng nước trước mắt phù văn trình độ mạnh hơn bạch ngay tại hứa thư dự định tuyển cái mục tiêu lúc một cổ xe sang trọng đứng tại ven đường tạp sát cửa xe mở ra đi xuống mấy thân ảnh người cầm đầu ngũ quan cứng rắn mày trắng tóc dài chính là lục gia gia chủ lục minh phong người tốt người là đến cho lục văn trạch báo thù hứa thư đôi mắt nhẹ liếc xem thường không 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 ngài hiểu lầm lục minh phong đầu tiên là sững sờ tự hồ không nghĩ tới hứa thư sẽ biết hắn cùng lục văn trạch có quan hệ lập tức lắc đầu liên tục vừa cười vừa nói ta là tới hướng ngài bồi lễ nói xin lỗi cô hứa thư hơi có vẻ kinh ngạc không phải miệng méo long vương kịch bản sao cũng đúng người không có đầu óc mặc dù là đa số nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không đầu óc thật có lỗi tiền bối lục mổ con trai cùng ngài thêm phiền toái nói xong Lục Minh Phong xoay người cúi đầu. Thái độ cung kính vô cùng, trồng một, đúng, người áo đen cúi đầu trên trước, hai tay dâng lên một viên trữ vật giới, Lục Minh Phong lập tức nói tiếp, để tỏ lòng ấy nấy, cái này viên trong nhẫn chứa đồ chuẩn bị lượng lớn cao cấp tài nguyên tu luyện, xin tiền bối nhận lấy, hy vọng tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho Lục Mổ con trai, Lục Mổ vô cùng cảm kích, thấy thế. Hứa thư cũng không khách khí, lúc này thu hồi trữ vật giới, gần sống mà nói, yên tâm đi, không chết được, nằm hai tháng liền tốt, hắn cho giáo huấn hoàn toàn chính xác không chỉ đánh gãy hai đầu cánh tay, còn có nhất định phải nằm đầy hai tháng hạn chế mới có thể khôi phục, t lục minh phong nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nội tâm nhịn không được kinh hãi nằm hai tháng liền tốt. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng trách mình hoàn toàn phát giác không ra vấn đề đến, quá kinh khủng, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn để lục văn trạch thành thành thật thật tu luyện một đoạn thời gian, yên tĩnh yên tĩnh. Chương 273, Hắc sắc vương tọa, tiền bối, đây là lục mổ danh thiếp, như có nơi nào dùng được địa phương, mời theo lúc thông tri tại hạ, lục mổ nhất định kiệt lực tương trợ, ý thức được hứa thư cường đại về sau, lục minh phong lập tức càng thêm cung kính, thậm chí muốn chủ động trèo quan hệ, kết một thiện duyên. Rốt cuộc hứa thư biểu hiện ra thủ đoạn thực sự quá kinh khủng, mà nhận biết một vị tu sĩ cấp cao khẳng định không phải chuyện gì xấu, tóm lại, coi như không thành được bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân, từng, hứa thư khẽ gật đầu, mắt nhìn danh thiếp, lục minh phong, chính là tại hạ, lục minh phong cười nói, được rồi, biết, hứa thư mặt không biểu tình, cũng không để ở trong lòng, kia lục mổ liền cáo từ trước. Lục Minh Phong lập tức thức thời mang theo mấy tên người áo đen rời đi, không chút do dự, bởi vì hắn biết rõ, loại thời điểm này ngàn vạn không thể dây dưa nếu không rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại không thể không nói lục minh phong hành vi hoàn toàn chính xác phi thường có tác dụng chí ít hoàn toàn sẽ không để cho lòng người sinh chán ghét phiền khó có thể tưởng tượng cẩn thận như vậy ổn trọng phụ thân thế mà lại có cái không ai bị nổi con trai khó trách cổ ngữ có nói quen tử như sát thủ như lục minh phong giống những cái kia tiểu thuyết đô thị bên trong xử lý giống nhau không làm lời nói đối mặt hứa thư kết quả có thể nghĩ, hô, theo khoảng cách càng ngày càng xa, lục minh phong nổi lòng lo lắng rốt cục chậm rãi buông xuống, quần áo chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Áp sát vào trên thân, phản phất vừa mới trải qua một trận đại chiến, chủ tịch, ngài không có sao chứ, trồng một hơi có vẻ lo lắng, không có việc gì, lục minh phong hít một hơi thật sâu, biểu lộ nghiêm túc phân phó nói, nói cho văn trạch, để hắn tiếp xuống hai tháng, không, trong vòng nửa năm cái nào đều không cho đi ngoài ra ngoại trừ tài nguyên tu luyện cái gì cũng không cần cho hắn phái trồng bốn long ngủ trông coi không được sai sót đúng trồng một lĩnh mệnh làm tâm phúc hắn tự nhiên minh bạch lục minh phong ý tứ lâm nguyên thành phố lúc nào có như thế cường giả đợi lục minh phong chậm rãi bình phục tâm tình nhịn không được tự lẩm bẩm mặc dù hắn trước đó liền để cho thủ hạ đi điều tra hứa thư thân phận nhưng đạt được tin tức lại lác đác không có mấy nổi danh chữ cùng giới tính chờ giới thiệu sơ lược bên ngoài cái khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả chính vì vậy lục minh phong mới có thể ngựa không ngừng vó chạy đến chịu nhận lỗi gắn đạt tới đem phong hiểm xuống đến thấp nhất sự thật chứng minh cách làm của hắn quả nhiên không sai không phải lục gia liền nguy hiểm tứ hải tu tiên học viện một bên khác tiếp tục tại lâm nguyên thành phố đi dạo hứa thư rất nhanh liền thấy được tô mặc khi đi học địa phương nói là học viện kỳ thật càng giống một cái thành trong thành các loại kiến trúc công trình cơ hồ cái gì cần có đều có mà lại linh khí cũng xa so với xung quanh nồng đậm chỉ bất quá bởi vì bị trận pháp giam cấm cho nên mới không có hướng ra phía ngoài phiêu tán hứa thư ánh mắt quét nhẹ ở trong học viện cảm nhận được vài luồng tạo hóa cảnh chính là đến vô tượng cảnh cấp bậc khí tức nếu là đặt ở côn ngô giới, đủ để xây dựng một tòa vương triều, có thể thấy được tứ hải tu tiên học viện có thể đứng hàng vân hoàng nước đỉnh tiêm học viện một trong không phải là không có đạo lý, từ nơi này đi ra nhân tài, về sau hoặc là thông qua khảo hạch tiến vào quốc gia ngành đặc biệt, hoặc là bị một chút cấp cao xí nghiệp hoặc thế lực chiêu đi, tức làm lựa chọn tự lập môn hộ cũng không thể kinh thường, là vân hoàng nước nuôi dưỡng lượng lớn tu sĩ, hứa thư tùy tiện nhìn qua, cảm thấy không hứng thú gì, thế là hướng phía mục tiêu kế tiếp xuất phát, thần ưng nước, hắc sắc vương tọa, mờ tối trong mật thất, một chùm sáng bận biệu dần dần sáng lên. Cuối cùng bắn ra trưởng thành ảnh bộ dáng, như ẩn như hiện, âm trầm quỷ dị, mà tại bóng người đối diện, thì đứng vững một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, sắc mặt cực độ bệnh trạng, không có chút huyết sắc nào thương bạch lão giả, một bộ gần đất xa trời tư thái tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, bái kiến uy sĩ Đức Đại Nhân, Phơ Ri Bá Tước. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, bắn ra bóng người từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống thương bạch lão giả, rõ ràng không có mở miệng, lại truyền ra trầm thấp thanh âm khàn khàn, tựa như đến từ u minh thấp hơn đòi mạng nốt nhạc, làm người chấn động cả hồn phách, bịch, Phơ Ri Bá Tước hai đầu gối quỳ xuống đất, trung rẩy nói, tôn kính uy sĩ Đức Đại Nhân thuộc hạ cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này ha ha trăm năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi cho rằng bằng vào hai câu nói liền có thể hồ làm quá khứ sao bắn ra bóng người ngữ khí không có bất kỳ cái gì tình cảm sát cơ lộ ra thấy thế phơiry bá tước kinh hãi vội vàng giải thích nói thí nghiệm lúc đầu một mực cực kỳ thuận lợi nhưng đột nhiên nhảy ra một cái người làm rối loạn tất cả kế hoạch Loka bọn hắn liền là bị cái này người bắt lấy Nghe vậy, bắn ra bóng người khẽ nhíu mày, ai, mặc dù thực lực cùng địa vị khá thấp, nhưng lô ca tại hắc sắc vương tọa danh khí lại cực kỳ cao, bởi vì từng nhiều lần hoàn thành mười mấy hạng cao nhiệm vụ khó khăn, thế là chậm rãi nhận lấy thượng tầng chú ý, nếu không lần này trăm năm kế hoạch cũng sẽ không giao cho hắn đi làm. Kết quả ai có thể nghĩ tới, nhiệm vụ không chỉ có thất bại, còn bị linh yêu hội quán bắt sống, tức làm thần ưng nước muốn vung nồi cũng không vung được, bởi vậy thượng tần vô cùng phẫn nộ nhu cầu cấp bách tìm lý do phát tiết căn cứ ám tuyến cung cấp tin tức là một cái gọi hứa thư tu sĩ dừng một chút Ferry bá tước nói bổ sung chuyện xảy ra cùng ngày loka chuẩn bị rút lui lúc đột nhiên lọt vào hứa thư tập kích cũng bị bắt lại đưa vào linh yêu hội quán sau đó mới có cái kia thẩm vấn video hứa thư bắn ra bóng người đôi mắt nhắm lại lóe ra hàng ý lạnh lẽo tốt cực kỳ tốt nửa ngày bắn ra bóng người phân phó nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức tuyên bố lệnh truy sát, nhưng, đối phương tại vân hoàng quốc cảnh bên trong. Chúng ta tu sĩ, bởi vì gây nên yêu tộc bạo loạn nguyên nhân, vân hoàng nước cùng thần ưng nước hiện tại quan hệ có thể nói hạ xuống điểm đóng băng, lúc này nghĩ phái tu sĩ ẩn vào vân hoàng nước truy sát hứa thư, quả thực khó như lên trời, chỉ sợ còn chưa tiến vào vân hoàng nước, liền bị bắt tới tru sát ta có nói giới hạn tại thần ưng nước phạm vi sao, bắn ra bóng người lạnh lùng nói, hướng toàn bộ dưới mặt đất hắc ám thế giới thông cáo. Treo thưởng 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo cùng 10 cái lục phẩm đang dược, truy sát cái kia hứa thư, T, 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo, 10 cái lục phẩm đang dược, trời ạ, à, liền liền phơ ri bá tước cũng nhịn không được tâm động, như thế phong phú thù lao, đã đủ để mời được vô tượng cảnh cường giả tự mình hạ tràng, cái này không khỏi quá hừ, đã dám phá hư ta hắc sắc vương tọa trăm năm kế hoạch, nhất định phải làm tốt nỗ lực tính mệnh chuẩn bị, bắn ra bóng người không thể nghi ngờ, tuân mệnh, phơ ri bá tước không dám ngổ nghịch, dù sao vô luận như thế nào, hắn mục đích đã đạt tới, chỉ cần đừng để tự mình cổng nồi là được, rốt cuộc nếu như không chuyển di mâu thuẫn lời nói, chết khẳng định là chính mình. Giao phó xong cái này sự kiện, bắn ra bóng người lại nói, ám tuyến bên kia, để hắn đem hứa thư thông tin thân phận, hoạt động khu vực phát tới, bảo đảm không có sơ hở nào, ta không hy vọng có bất kỳ chỗ sơ suất, đúng. Chương 274, Tuy sát treo thưởng, ngày thứ hai, toàn bộ dưới mặt đất hắc ám thế giới lâm vào oanh động, nhất lên thao thiên cự lãng, cũng cấp tốc truyền bá, bởi vì tất cả mọi người thấy được thần ưng nước hắc sắc vương tọa rạng sáng ban bố treo thưởng nhiệm vụ, chấn động vô cùng, 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo, tăng thêm 10 cái lục phẩm đang dược, chuyên môn truy sát một cái tên là hứa thư. Thực lực hư hư thực thực tại tạo hóa cảnh đỉnh phong cùng vô tượng cảnh tả hữu tu sĩ, t dưới mặt đất hắc ám thế giới đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thù lao như thế phong phú, mặt hướng đại chúng treo thưởng nhiệm vụ rồi, nhớ kỹ lần trước, vẫn là mấy trăm năm trước vân hoàng nước cùng thần ưng nước bộc phát xung đột, sau đó lẫn nhau treo thưởng ám sát đối phương tu sĩ. Mà lúc đó có thể nói dưới mặt đất hắc ám thế giới cùng hoang, Bây giờ, thần ưng nước thế mà treo thưởng 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo, 10 cái lục phẩm đang dược, truy sát một cái tên không kinh truyền gia hỏa, quả thực không thể tưởng tượng, cái này hứa thư đến cùng là ai, vì sao bị thần ưng nước hắc sắc vương tọa truy sát, dưới mặt đất hắc ám thế giới diễn đàn đang đứng ở kịch liệt thảo luận bên trong. Bọn hắn mặc dù rất muốn đạt được treo thưởng thù lao, nhưng cũng muốn đầu tiên hiểu rõ tình trạng mới được, đây là một sát thủ cơ bản tố dưỡng. Cái gọi là dưới mặt đất hắc ám thế giới diễn đàn, là một cái nhất định phải đăng ký đăng ký, nhưng chỉ cần nạp danh, thông tin thân phận liền tuyệt đối bảo mật đặc thù phần mềm, từ một vị đã từng danh chấn dưới mặt đất hắc ám thế giới cường giả khai phát. Trải qua không ngừng ưu hóa, đã trở thành dưới mặt đất hắc ám thế giới lớn nhất diễn đàn, tụ tập đến từ vân hoàng nước, thần ưng nước, thánh liên bang, chính là đến yêu tộc tu sĩ, công việc hàng ngày vọc lượng cao tới hơn trăm triệu mỗi ngày đều sẽ có các loại khác biệt treo thưởng nhiệm vụ ở chỗ này tuyên bố, liền thần ưng nước hắc sắc vương tọa cũng không ngoại lệ. Âm dương lão yêu, uy, thần ưng nước hắc sắc vương tọa ban bố treo thưởng nhiệm vụ các ngươi đều nhìn sao, bạch nguyệt lưu ly, nói nhảm. Đã sớm nhìn qua, một cái không muốn lộ ra tính danh sát thủ, nghĩ không ra hắc sắc vương tọa nguyện ý lấy ra 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo cùng 10 cái lục phẩm đang dược xem như nhiệm vụ thù lao, chật chật chật, không hổ là thần ưng nước. Thật sự là tài đại khí thô A, à, huyết hồ điệp, cái kia hứa thư là ai A. À. Nhiệm vụ thông cáo bên trong chỉ nói danh tự cùng thông tin thân phận, cùng hoạt động khu vực, mà lại thực lực nhiều nhất tại tạo hóa cảnh đỉnh phong hoặc vô tượng cảnh tả hữu, hắc sắc vương tọa vì sao muốn giống trống khu chiên tuyên bố treo thưởng truy sát nhiệm vụ, phải biết, dưới tình huống bình thường. Tùy tiện một gốc thấp 6 thiên tài địa bảo, một viên lục phẩm đang dược, cũng đủ để mời được vô tượng cảnh cường giả ra tay rồi, mà 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo, 10 cái lục phẩm đang dược sẽ như thế nào, rất rõ ràng, sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất thần ưng nước cùng vân hoàng nước quan hệ quá khẩn trương, lo lắng không ai nguyện ý tiếp nhiệm vụ lần này. Cho nên cố ý cho càng nhiều thù lao, tên là cùng bạo chi quyền dưới mặt đất hắc ám thế giới dân mạng suy đoán nói, bởi vì dẫn động yêu tộc bạo loạn nguyên nhân, Vân Hoàng nước cùng thần ưng nước cơ hồ đã ở vào nửa tuyên chiến trạng thái, kinh tế, giao thông, tin tức các phương diện toàn bộ quan bế, tùy thời có khả năng đánh nhau, tùy tiện chui vào Vân Hoàng nước truy sát một cái tạo hóa cảnh. Vô tượng cảnh tả hữu tu sĩ hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, không thể nào, nếu thật là dạng này, căn bản không cần thiết tại diễn đàn trên tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ a, một người khác phản bác lấy hắc sắc vương tọa thực lực, tức làm không có cách nào phái người chui vào vân hoàng nước, cũng có thể từ thánh liên bang tự mình chiêu mộ sát thủ, không cần lấy treo thưởng nhiệm vụ hình thức chiêu cáo thiên tài. Trừ phi, hắc sắc vương tọa cực độ thống hận người này, cũng muốn nhân cơ hội chế tạo rối loạn, Ê. Có đạo lý, các ngươi có điều tra cái này hứa thư sao, điều tra, cho ra tin tức so hắc sắc vương tọa dán ra tới còn ít, quá quỷ dị, Sắc sắc vương tọa nhất định có cái gì giấu giếm chúng ta, nhất định phải biết rõ ràng, đám người nghị luận ầm ĩ. Trăm mối vẫn không có cách giải, các ngươi đều sai lầm, cái này, một vị nặc danh dân mạng phát biểu bình luận của mình, trong chốc lát, theo sát lấy xuất hiện mấy chục đầu hồi phục, cái gì ý tứ, ngươi biết, nói nghe một chút, làm nhanh lên. Làm nhanh lên, rất nhanh, nặc danh dân mạng không phụ sự mong đợi của mọi người, cấp ra giải thích Trước mấy ngày vân hoàng nước yêu tộc bạo loạn, các ngươi hẳn là đều rõ ràng a, à, rõ ràng rõ ràng, thần ưng nước chế tác dược tề tại vân hoàng nước thiên dương thành phố dẫn động yêu tộc bạo loạn sự tình, hiện tại hẳn là không người không biết, nhưng các ngươi biết, linh yêu hội quán là như thế nào bắt lấy ba cái kia hắc sắc vương tọa thành viên sao? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sửng sốt, đây là linh yêu hội quán nội bộ sự tình, cũng không đối với ngoại giới lộ ra bọn hắn làm sao biết, bắt lấy ba cái kia hắc sắc vương tọa thành viên người, chính là hứa thư, nặc danh người trầm lặng nói, sau đó, hắn đem ba cái hắc sắc vương tọa thành viên giao cho Linh yêu hội quán, thành công ngăn trở yêu tộc cùng vân hoàng quốc chi ở giữa mâu thuẫn, nói một cách khác, là hứa thư vạch trần thần ưng nước hắc sắc vương tọa âm mưu. Nếu như không tin, các ngươi có thể tra hạ hứa thư gần nhất hành trình, ngắn mũi trầm mặt qua đi, diễn đàn sôi trào, ngọa tàu khó trách hắc sắc vương tọa sẽ tuyên bố treo thưởng truy sát, nguyên lai liền là hắn phá hủy hắc sắc vương tọa kế hoạch, ha ha ha, đại lão ngưu bức. Thế mà có thể được đến loại này nội bộ tin tức, khá lắm, hắc sắc vương tọa không chơi nổi a. À. Mặc kệ nó, 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo, 10 cái lục phẩm đang dược, ta muốn thử một chút, ta cũng muốn thử một chút. Mặc dù hứa thư rất có thể có được vô tượng cảnh cấp bậc thực lực, nhưng đối mặt 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo cùng 10 cái lục phẩm đang dược, như cũ có không ít tu sĩ quyết định nhận lấy nhiệm vụ, tiến đến chấp hành. Trong đó thậm chí bao gồm vân hoàng người trong nước cùng yêu tộc, đối với một ít lợi ích huân tâm gia hỏa tới nói, tài nguyên tu luyện có thể so sánh cái gì khác đồ vật đều trọng yếu nhiều, thế là ngắn ngủi nửa ngày, tính ra hàng trăm tu sĩ đón lấy treo thưởng, bắt đầu nhằm vào hứa thư chui vào truy sát, cùng lúc đó, lâm nguyên thành phố, linh yêu hội quán ba ai là ai tiết lộ tin tức sở thiên hùng trận mắt trừng trừng lạnh lùng quét mắt trước mắt thuộc hạ ngữ khí tràn ngập sát ý bởi vì lo lắng tạo thành nguy hiểm cho nên liên quan tới hứa thư tin tức linh yêu hội quán từ đầu đến cuối không có đối với ngoại giới lộ ra kết quả hiện tại không chỉ có hắc sắc vương tỏa biết được hứa thư thông tin thân phận tuyên bố treo thưởng truy sát lại còn có người có thể nói cho đúng ra cả kiện sự tình kỹ càng trải qua. Thân là Lâm Nguyên thành phố Linh yêu hội quán bộ quán trưởng sở Thiên Hùng có thể nào tha thứ, không hề nghi ngờ, Linh yêu hội quán nội bộ có quỷ, mà sở Thiên Hùng bình sinh thống hận nhất, liền là phản đồ, quán trưởng, tiếp xúc việc này quá nhiều người, nhất là Thiên Dương thành phố, có cầm kiếm người thấp giọng nói, ý tứ rất rõ ràng, hoài nghi là Thiên Dương thành phố bên kia xảy ra vấn đề hừ, lập tức thông báo tổng bộ, vô luận như thế nào, việc này nhất định phải tra rõ, đem hắc sắc vương tọa đưa qua tới tay chặt, sở thiên hùng lạnh lùng nói, đúng, đợi thuộc hạ rời đi, sở thiên hùng sắc mặt âm trầm ngồi xuống, lật xem hắc ám thế giới diễn đàn, lộ ra khó mà nói rõ biểu lộ. Chương 276, Đoạt mệnh châm hồn, ngay tại dưới mặt đất hắc ám thế giới gió nổi mây phun thời điểm. Hứa thư lại đang lúc ăn nồi lẩu ngâm nga bài hát, đối với sắp đến, nguy hiểm, toàn vẹn không biết, trên thực tế, hứa thư cũng không nghĩ tới dị giới thế mà cũng có nồi lẩu, mà lại hương vị không thua kém một chút nào lam tinh, bất quá coi như biết hắc sắc vương tọa truy sát treo thưởng. Hứa thư cũng sẽ không để ở trong lòng, thử nghĩ một chút, vũ trụ lại bởi vì bụi bặm uy hiếp cảm thấy sợ hãi hoặc là e ngại sao, hiển nhiên sẽ không, không bao lâu, ăn uống no đủ hứa thư liền dẫn tiểu đồn đi ra tiệm lẩu, ha ha hôm nay liền đi phía đông thanh hồ công viên đi nhưng mà chẳng kịp chờ hứa thư ngồi lên xe buýt mấy tên tu sĩ liền ngăn cản hắn ngươi tốt xin hỏi ngươi là hứa thư sao cầm đầu tu sĩ hỏi các ngươi là hứa thư nghi hoặc linh yêu hội quán cầm kiếm người thủ lĩnh cố tin cầm đầu tu sĩ lộ ra giấy chứng nhận thân phận nói tiếp xin ngài theo chúng ta đi một chuyến chuyện gì hứa thư nhíu mày ngài hiện tại rất nguy hiểm cố tin một bên nhìn chung quanh một bên nghiêm túc nói có người muốn giết ngài giết ta hứa thư ngạc nhiên không sai cố tin ngưng trọng nhẹ gật đầu chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn của ngài bảo đảm an toàn của ta hứa thư tùy ý quét mắt mấy tên tu sĩ phân thần cảnh phân thần cảnh phân thần cảnh tạo hóa cảnh ha ha dường như nhìn ra hứa thư ý nghĩ cố tin giải thích nói yên tâm chúng ta sẽ mang ngài đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Chờ một chút, hứa thư đương nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng, dững dưng dò hỏi, ngươi còn không nói cho ta, ai muốn giết ta đây, hắn vừa tới Lâm Nguyên thành phố hai ngày, hẳn là không có thù gì người đi, về phần lục minh phong, lượng hắn cũng không lá gan kia, huống chi chỉ là lục minh phong, sao lại kinh động linh yêu hội quán, nghe vậy, cố tin chần chờ một lát, Cân nhắc ngôn từ nói, là hắc sắc vương tọa, hôm nay rạng sáng, hắc sắc vương tọa dưới đất hắc ám thế giới ban bố một đầu treo thưởng nhiệm vụ, nguyện ý ra 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo cùng 10 cái lục phẩm đang dược truy sát ngài, hiện tại đã bắt đầu có sát thủ nhận lấy nhiệm vụ hành động, thần ưng nước hắc sắc vương tọa, hứa thư kinh ngạc. Đúng thế, bọn hắn vì sao muốn giết ta, phải biết, Linh yêu hội quán cũng không đối với ngoại giới công bố liên quan tới hứa thư sự tình, Lô ca bọn người lại bị nắm ở, hắc sắc vương tọa là thế nào khóa chặt hắn, a, cố tin nhất thời nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy do dự, có người tiết lộ tin tức của ta, hứa thư đôi mắt nhắm lại, ý thức được vấn đề. Cố tin muốn nói lại thôi, lựa chọn ngầm thừa nhận, có manh mối sao, hứa thư mặt không đổi sắc, trước mắt không có, nhưng chúng ta đã báo cáo cho tổng bộ, quyết định tra rõ việc này, nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn cố tinh chém binh chặt sắt nói, vô luận như thế nào, hứa thư hỗ trợ bắt lấy hắc sắc vương tọa thành viên đều giống như cứu vớt vân hoàng nước. Đối mặt ân nhân, linh yêu hội quán có thể nào lười biến, trọng yếu nhất chính là vân hoàng nước cùng thần ưng quốc chi ở giữa đại chiến sắp đến, nếu như không bắt được nội ứng thanh trừ lời nói, hậu quả khó mà lường được, biết, hứa thư lơ đỉnh, truy sát treo thưởng sao, không sợ chết liền cứ tới tốt, hứa tiên sinh, mời tới bên này cố tin nhẹ nhàng thở ra chậm đã ta có nói qua muốn đi với các ngươi sao hứa thư im lặng a à, cố tin mộng bức làm nửa ngày kết quả không theo chúng ta đi các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi không cần phải để ý đến ta hứa thư phất phất tay dững dưng tự nhiên cái này cố tin sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải nhưng mà hứa thư nhưng không quan tâm những chuyện đó trực tiếp bước ra một bước trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người đâu, mấy tên linh yêu hội quán thành viên mảnh mở to hai mắt, lộ ra khó mà tin biểu lộ, vô luận phân thần cảnh, vẫn là tạo hóa cảnh, tất cả cũng không có phát giác được hứa thư là thế nào rời đi, kinh khủng như vậy, hôm nay là ngô thiêm trở thành sát thủ thứ 3,6 năm không thiên, trồng rã 10 năm. Cũng là ngày cuối cùng, ngày bình thường, ngô thiêm nấp rất kỹ, tại một nhà trong quán ăn làm mì sợi sư phụ, cơ hồ không ai biết hắn quá khứ, nhưng trong âm thầm, Ngô Thiêm lại là làm người nghe tin đã sợ mất mật, đoạt mệnh châm hồn, chi cho nên sẽ có xưng hô thế này, là bởi vì vũ khí của hắn liền là châm, mà lại giống như quỷ hồn giống như thần bí khó lường, khó mà nắm lấy. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị một châm phong hầu, cực kỳ khủng bố, cho đến tận nay, chết tại Ngô Thiêm châm hạ tu sĩ đã cao tới 999 người bởi vậy ngô thiêm dự định giết đủ một ngàn người liền rời khỏi cái vòng này từ đây mai danh ẩn tích mà hứa thư liền là ngô thiêm mục tiêu cuối cùng làm một sinh trưởng ở địa phương vân hoàng người trong nước ngô thiêm hoàn toàn không có cái gì nhà tình hình trong nước mang tự nhiên cũng sẽ không đi quản hứa thư phá hư hắc sắc vương tọa âm mưu cứu vớt vân hoàng nước hắn làm sát thủ mục đích chỉ có một cái kiếm lấy tài nguyên tu luyện chỉ cần thù lao đầy đủ phong phú dù là cha mẹ ruột ngô thiêm cũng sẽ không chút do dự chém giết, huống hồ hắc sắc vương tọa âm mưu đã thất bại. Hứa thư sống hay chết đã râu ria, 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo, 10 cái lục phẩm đang dược, đầy đủ ta tiếng dai vô tượng cảnh, ngô thiêm nhếch miệng lên, phản phất đã có thể nhìn thấy mình bước vào vô tượng cảnh tràn cảnh, không thể không nói, hắn cực kỳ may mắn, khoảng cách lâm nguyên thành phố chỉ có mấy trăm cây số, ngồi lên linh năng xe lửa nửa giờ liền có thể đến. Dựa theo hắc sắc vương tọa cung cấp tin tức, hứa thư hẳn là tại tạo hóa cảnh đỉnh phong hoặc vô tượng cảnh tả hữu, cho nên ngô thiêm chuẩn bị hai cái mới án, nếu như hứa thư vẹn vẹn tạo hóa cảnh đỉnh phong, như vậy bằng vào chính mình đồng dạng tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực, cùng thần quỷ khó dò đoạt mệnh châm, muốn đem hắn đánh lén chí tử mặc dù có chút độ khó. Lại không phải không có khả năng, nhưng nếu như hứa thư là vô tượng cảnh lời nói, Ngô Thiêm đem lựa chọn từ bỏ, rút cuộc tạo hóa cảnh cùng vô tượng cảnh trên lệch quá xa, một khi chính diện giao phong, mình cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, ừm, vừa đi ra nhà ga, một thân ảnh liền tại Ngô Thiêm mặt trước hiện lên, đưa tới chú ý của hắn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú. Mặt đơn giản hiện đại trang, cùng trên tấm ảnh hứa thư giống nhau như đúc, chờ chút, rõ ràng liền là hứa thư. Ngô Thiêm cực kỳ vui mừng, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp phải mục tiêu, quá tốt rồi, tốt chiến tốt thắng, hạ quyết tâm. Ngô Thiêm lập tức che giấu khí tức, tự nhận là lặng yên không tiến động đi theo, kỳ quái, vì cái gì nhìn không thấu tu vi của hắn. Sử dụng ẩn nấp công pháp sao? Ngô Thiêm tâm tư thay đổi thật nhanh, lo lắng lấy muốn không nên động thủ, trải qua một phen xoắn xuýt, Ngô Thiêm cuối cùng vẫn quyết định thăm dò một chút dù sao trong thành, tức làm hứa thư là vô tượng cảnh cường giả, mình cũng có thể thông qua lợi dụng dòng người phòng ngừa chính diện giao phong, toàn thân trở ra, đến lúc đó lại trốn dễ như trở bàn tay, nghĩ như vậy, ngô thiêm trong tay đột nhiên thêm ra hai cây ngân châm. Cấp tốc ngưng tụ linh lực, hướng phía hứa thư vọt tới, không có gió, không có âm thanh, không có sát khí, ngay tại ngô thiêm tràn ngập chờ mong lúc, một giây sau, năm ngón tay nhẹ tô lại đạm viết bắt lấy ngân châm. Chương 277, Ngô Thiêm cái chết, cùng nó nói là bắt lấy, không bằng nói là nhào nặng, bởi vì theo kia năm ngón tay nắm chặt, ngân châm lại bị cứ thế mà xoa thành sắc vụn, về phần ngón tay chủ nhân, ngoại trừ hứa thư, còn có thể là ai, Ngô Thiêm đầu đầy dấu chấm hỏi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, ba, rất nhanh, năm ngón tay mở ra, sẽ bị xoa thành sắc vụn ngân châm vứt trên mặt đất. Nhẹ nhàng gãy hai lần, giống như trọng chùa giống như nện bên trong ngô thêm trái tim, khiến cho ngây người tại nguyên chỗ, biến thành mất đi linh hồn điêu tố, sao? Làm sao có thể, ngô thêm khóe mắt run rẩy, không thể tưởng tượng nổi há to mồm, ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì, người khác có lẽ không rõ sở, ngô thêm lại lòng dạ biết rõ, Hắn ngân châm chính là từ ngàn năm bí ngân luyện chế. Sắc bén vô cùng, coi như vô tượng cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ thụ thương. Chính vì vậy, Ngô Thiêm mới dám nhận lấy nhiệm vụ lần này, mà hứa thư. Thế mà tay không cây ngân châm xoa thành sắc vụn, nói đùa cái gì? Gia hỏa này là quái vật sao? Nói thật, 10 năm kiếp sống sát thủ, Ngô Thiêm không phải là không có thất bại qua. Nhưng như hôm nay loại này không cách nào hình dung trung động cùng sợ hãi tuyệt đối là lần đầu tiên, ngay tại ngô Thiêm kinh ngạc thời khắc, hứa thư bỗng nhiên chậm rãi quay đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, trong chốc lát, ngô thiên cảm thấy mình phản phất đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong, mặt trước chỉ còn lại hai cái to lớn con ngươi, làm người chấn động cả hồn phách, phanh phanh phanh, ngô thiên trái tim điên cuồng loạn động. Nhịn không được toàn thân run rẩy, trốn, không chút do dự, ngô thiên vội vàng phát động ẩn nấp công pháp và động thuật ý đồ thoát khỏi hắc ám, tiếc nuối là, vô luận ngô thiêm dãy dụa như thế nào, từ đầu đến cuối không có cách nào xông phá hắc ám, trái lại kia hai cái con ngươi, lại giống sừng sững bất động hai ngôi sao giống như, một mực tỉnh tỉnh nhìn chầm chầm hắn. Để ngô thiêm càng thêm sợ hãi, vì sao lại dạng này, lĩnh vực sao, nhưng cái gì lĩnh vực có thể bày biện ra loại hiệu quả này, ngô thiêm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không mấy móc sẽ nghĩ rõ ràng, tiền bối, cầu ngài lời còn chưa dứt, một chùm quang mang đột nhiên xuyên qua ngô thiêm mi tâm, yếu ớt dây tóc, thuận tiện mang đi hắn sinh cơ, không, ngô thiêm tuyệt vọng hò hét. Ánh mắt lại dần dần ám đạm, mấy giây sau triệt để mất đi hào quang, mềm nhũng ngã xuống, bịch, thế giới lần nữa khôi phục quang minh, chỉ là hoàn toàn không người chú ý tới ngô thiêm, tựa như ven đường khắp nơi có thể thấy được rắc rưỡi, lại sau một lúc lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, ngô thiêm tiêu tán theo không để lại bất cứ dấu vết gì nơi xa hứa thư thu hồi ánh mắt tự hồ làm chuyện bé nhỏ không đáng kể đã muốn giết hắn vậy thì trước hết làm tốt chịu chết chuẩn bị rốt cuộc hứa thư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình duy nhất để hứa thư ngoài ý muốn chính là ngô thiêm thế mà chỉ có tạo hóa cảnh ngẫm lại cũng đúng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm tại phong phú thù lao mặt trước ai sẽ không tâm động đương nhiên phong phú thù lao bên trong thường thường ẩn chứa nguy hiểm mà giá phải trả thì là muốn đánh đổi mạng sống tỷ như ngô thiêm ngươi nói cái gì quán trưởng hứa tiên sinh không nguyện ý theo chúng ta đi linh yêu hội quán tầng cao nhất trong văn phòng cố tin bất đắc dĩ cười khổ nói sau đó các ngươi cứ như vậy thả hắn trời đi rồi hừ nếu như xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào linh yêu hội quán Sở Thiên Hùng trầm giọng trách mắng, hiện tại toàn thế giới đều đã biết là hứa thư bắt lấy hắc sắc vương tọa thành viên, nhìn thấu âm mưu, cứu vớt vân hoàng nước, nếu để hắc sắc vương tọa thành công thông qua treo thưởng giết chết hứa thư, bọn hắn linh yêu hội quán về sau như thế nào đặt chân, sợ rằng sẽ bị toàn bộ tu tiên giới xem như trò cười, thế nhưng là... Chúng ta căn bản đuổi không kịp hắn A, cố tin một mặt ủy khuất, đem hứa thư hư không tiêu thất sự tình nói cho sở thiên hùng, liền ngươi cũng không phát hiện được sao? Sở Thiên Hùng kinh ngạc, làm Lâm Nguyên thành phố linh yêu hội quán thủ lĩnh, cố tinh có được tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi, truy tung năng lực càng là không thua gì phổ thông vô tượng cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, có thể tại cố tinh không phát hiện được tình huống dưới hư không tiêu thất, ít nhất phải vô tượng cảnh trung kỳ chính là đến hậu kỳ. Từng cố tinh gật đầu, nhìn đến hắn thật tên vô tượng cảnh cường giả, Sở Thiên Hùng trầm ngâm nửa ngày, làm ra phán đoán một vị vô tượng cảnh trung kỳ trở lên cường giả xác thực đủ để kiêu ngạo nhưng lần này nhận lấy treo thưởng nhiệm vụ vô tượng cảnh tu sĩ nhưng không phải số ít coi như hứa thư lợi hại hơn nữa song quyền sao địch bốn tay không được tiếp tục báo cáo thông tri tổng bộ phái thêm điểm tu sĩ cấp cao chi viện sở thiên hùng phân phó nói lâm nguyên thành phố tuy thuộc tại một tuyến thành lớn nhưng tăng thêm hắn cũng chỉ có ba tôn vô tượng cảnh mà thôi bình thường giữ gìn trật tự trấn áp mấy cái tà tu không có vấn đề gì, nhưng muốn hoàn toàn ngăn cản lần này hắc sắc vương tọa treo thưởng truy sát không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đúng, cố tin tự nhiên minh bạch sở thiên hùng ý tứ, tranh thủ thời gian làm theo đi, văn phòng khôi phục trầm mặt, vô tượng cảnh trung kỳ trở lên, thật lâu, sở thiên hùng nhíu mày, như có điều suy nghĩ, ngay sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, ngưng tụ ra một đạo phù văn, thanh hồ công viên, hứa thư mua xuống hai chuỗi đường hồ lô, trở tay đưa cho tiểu đồn. Cảm ơn ca ca, tiểu đồn vui vẻ tiếp nhận mức quả, nhét vào miệng bên trong, so với cô ngô giới, vân hoàng nước mức quả cách làm muốn lộ ra càng thêm tinh xảo, nguyên liệu nấu ăn cũng từ đơn nhất quả sơn trà biến thành các chất nước quả, khẩu vị phong phú, thâm thụ tiểu đồn yêu thích, về phần thanh hồ công viên, thì là lâm nguyên thành phố công viên lớn nhất, có núi, có nước, có hoa cỏ, linh khí cũng so địa phương khác càng thêm nồng đậm, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, chíp 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 chíp, cái này, một con sóc từ bên cạnh bụi cỏ bên trong chui ra, đầu tiên là chạy ba vòng, sau đó thuận hứa thư ống quần cấp tốc bò lên trên bả vai, hai mắt nhìn trừng trừng lấy tiểu đồn, không, chính xác giảng, hẳn là tiểu đồn trong tay mất quả. Ngươi cũng nghĩ ăn, tiểu đồn cười nói, dường như nghe hiểu tiểu đồn lời nói, con sóc lập tức dùng sức gật đầu, ha 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 cho ngươi, tiểu đồn gỡ xuống một viên mứt quả, đặt ở con sóc trong ngực, chíp 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 chíp, con sóc một tay lấy mứt quả nuốt vào, cao hứng khoa tay múa chân, cũng hung hăng cọ sát tiểu đồn biểu thị cảm tạ, chíp 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 chíp, chíp 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 chíp. Làm xong những này, con sóc con mắt giọt lựu lựu chuyển động, lại quay người đối bụi cỏ kêu to, sưu sưu sưu, chỉ một thoáng, bụi cỏ bên trong lần nữa chui ra năm sáu con sóc, leo đến hứa thư trên thân, chíp 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 chít 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 sáu con sóc nhao nhao nhìn chầm chầm tiểu đồn lộ ra nhân cách hóa chờ mong biểu lộ khá lắm đây là ăn cướp a à. không được không được không có không có thấy thế tiểu đồn kinh hãi vội vàng đem còn lại mức quả toàn bộ ăn hết thanh âm ngậm hồ không rõ lắc đầu liên tục chít 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 các con sóc lập tức thất vọng rũ xuống đầu lại biến mất tại bụi cỏ bên trong ngoại trừ con sóc bên ngoài trong công viên còn có rất nhiều cái khác động vật, nhưng hình thể đều còn hơi nhỏ. Thuộc về ngốc manh đáng yêu sủng vật loại hình, cơ bản không có tính công kích, mà lại hoàn toàn không sợ nhân loại, hứa thư đi vào trong công viên thanh hồ một bên, dừng bước. Chương 278, phun ra chiến sĩ, thanh hồ dị thường bao la, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, phía trên không chỉ có khói mù lượng lờ, phản phất giống như tiên cảnh, còn có vài tòa cây cối ung tùng, linh khí nồng đậm đảo và lầu cát, có thể nói tình thơ ý họa, chính vào buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, nước bên trong thỉnh thoảng có thuyền xuất hiện, trong đó ngồi du khách hoặc thiếu nam thiếu nữ. Lẫn nhau nói chuyện phím chơi đùa, tràn ngập thanh xuân khoái hoặc khí tức, hứa thư đồng dạng dùng tiền thuê chiếc thuyền, lựa chọn gia nhập tại thanh hồ phiêu đảng hàng ngũ, thuyền không tính lớn, nhưng lại có cái đơn độc nghỉ ngơi khoan thuyền, đứng trên bông thuyền, có thể thấy rõ phía dưới lưu động nước hồ cùng cá, kết hợp phụ cận lít nha lít nhít, xanh ngắt ướt ác hoa sen lá sen. Lại có một phong vị khác, hít một hơi thật sâu, hứa thư tâm thần thanh thản, lấy ra một bình linh tửu, dự định liền cảnh sắc uống, ca ca, ngươi tại uống gì, tiểu đồng nhẹ nhàng cắn ngón tay, khóe miệng nhịn không được chảy ra chảy nước miếng, không có ngươi phần, hứa thư im lặng, vì cái gì, tiểu đồng lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tiểu hài tử không thể uống rượu. Hứa thư dưỡng dưng nói, theo thuyền không ngừng xâm nhập, chung quanh sương mù cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, 3 mét bên ngoài cơ hồ đã cái gì đều không nhìn thấy, toàn bộ thế giới càng là lâm vào đáng sợ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, âm trầm vô cùng, đối với cái này, hứa thư mặt không biểu tình, tự hồ sớm có đoán trước, rầm rầm. Một đoạn thời khắc, dòng nước đột nhiên từ chậm chuyển gấp, vọt lên thao thiên cự lãng, trực tiếp đem thuyền vén lên không trung, quỷ dị chính là, không trung bên trong như củ tràn ngập mênh mông sương mù, thậm chí có thể ngăn cách yếu kém linh thức điều tra, hô, hứa thư bàn chân khẽ dậm chân, thuyền lập tức vững vàng lơ lửng ở trên không, không nhúc nhích tí nào, ra đi. Ngắn mũi trầm mặt qua đi, sương mù bên trong đột nhiên vang lên kiệt kiệt kiệt, cười quá dị, bén nhọn chói tai, rốt cục phát hiện ta sao, sương mù cấp tốc vạn vẹo ngưng tụ, Cuối cùng hóa thành một cái áo trắng tóc trắng, khí tức hư ảo thiếu niên, có chút hăng hái đánh giá hứa thư, thiếu niên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tả hữu, nhưng nếu quả như thật cho là hắn chỉ có mười mấy tuổi lời nói cũng quá ngu xuẩn. Trước cuộc vân hoàng nước lịch sử bên trên, còn chưa hề từng sinh ra mười mấy tuổi vô tượng cảnh tu sĩ, kiệt kiệt kiệt, chỉ cần giết ngươi, liền có thể thu hoạch được mười cây cấp sáu thiên tài địa bảo cùng mười cái lục phẩm đang dược, chuẩn bị chịu chết đi. Thiếu niên liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng, lộ ra tham lam biểu lộ, không sai, thiếu niên cùng Ngô Thêm đồng dạng. Chính là nhận lấy treo thưởng nhiệm vụ sát thủ, trên thực tế, Hứa thư cũng sớm đã phát hiện thiếu niên, chỉ bất quá muốn nhìn một chút hắn có thủ đoạn gì, mới không có vội vã xóa bỏ thôi, kết quả. Có hơi thất vọng, một tên đáng thương, hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng, thấy đối phương giữ im lặng, Yếu niên còn tưởng rằng là bị sợ choáng váng, lúc này từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hứa thư. Ngạo nghệ nói, nghe rõ ràng, tên ta tiếu trạm, danh hiệu quỷ ảnh, sát thủ bản xếp hạng thứ 93, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh, sát thủ bản, là dưới mặt đất hắc ám thế giới tổ chức tình báo, căn cứ thực lực cùng chấp hành nhiệm vụ thành công tỷ lệ, chuyên môn cho tất cả sát thủ thiết định xếp hạng, tổng cộng chỉ có 100 người nhập vây, mà có thể trên bản lưu danh không khỏi là hung danh hiển hách hạng người lại tu vi sẽ không thấp hơn vô tượng cảnh cùng loại trước đó ngô thêm, căn bản không tư cách tiếp xúc bởi vậy có thể thấy được tiếu trạm muốn mạnh hơn xa ngô thêm, cứ việc tại hứa thư trong mắt cả hai cơ bản không có gì khác biệt liền cái này hứa thư một mặt khinh miệt tiếu trạm ha ha nói khoác không biết ngượng tiếu trạm cảm thấy nhận lấy khiêu khích lúc này điên cuồng thôi động linh lực thao túng chung quanh sương mù tuôn hướng hứa thư những sương mù này bên trong ẩn chứa mãnh liệt độc tố, sẽ làm ngươi tại vô tận thống khổ bên trong chậm rãi chết đi, phàm là cùng tiếu trạm giao thủ qua người, hẳn là đều hiểu hắn không phải tại nói ngoa, bởi vì tiếu trạm điều khiển sương độc có thể xuyên thấu linh lực. Cưỡng ép tiến vào đối phương trong cơ thể, khó lòng phòng bị, tiếu trạm thậm chí từng dùng loại thủ đoạn này thần không biết quỷ không hay xử lý mục tiêu, hô hô hô, sương mù giống như gầm thét bào hiếu giả thú, dương nanh múa vuốt, muốn đem hứa thư thôn phệ, đối mặt che ngập bầu trời sương độc, hứa thư vẫn như củ mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm thổi ngụm khí. Oanh, tiếu trạm chỉ cảm thấy phản phất kinh lôi nổ vang ở bên tai, chấn hắn trời đất quay cuồng, đầu choáng ván hoa mắt, chờ tiếu trạm thật vất vả lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện sương độc lại bị cuồng phong thổi cuốn ngược mà quay về, bao phủ lại hắn, đáng sợ nhất là... Tiếu trạm thế mà đã mất đi đối xương độc quyền khống chế, chuyện gì xảy ra? Tiếu trạm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển linh lực, ý đồ chống cự xương độc, nhưng mà hắn quên, xương độc là có thể xuyên thấu linh lực, thế là cứ như vậy, xương độc nhẹ nhõm chui vào tiếu trạm trong cơ thể, đáng chết, tiếu trạm kinh hải muốn tuyệt, một bên cùng hứa thư kéo dài khoảng cách, phòng ngừa bị đánh, ừm, chờ chút, tiếu trạm mảnh ý thức được, mình chính là xương độc người chế tạo, coi như xương độc tiến vào trong cơ thể hắn thì sao? sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cần phải sợ hãi sao?" Nghĩ tới đây, Tiếu Trạm như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau, Tiếu Trạm ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm giác được, sương độc chính dọc theo huyết dịch dung nhập hắn toàn thân. Cũng cấp tốc ăn mòn linh lực, tiêu hao hầu như không còn, hỗn đảng, dừng lại cho ta." Tiếu Trạm gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy linh lực không ngừng bị ăn mòn. Tiếu Trạm rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn ý đồ thi triển bí pháp, đem mình cùng xương độc cắt chém, nhưng ngay sau đó phần bụng liền truyền đến một cổ kịch liệt cảm giác nóng rực. Làm hắn cả người khống chế không nổi cuộn mình đứng người dậy, đau đến không muốn sống, ngô, Tiếu Trạm đầu đầy mồ hôi, vừa muốn dùng linh thức đi thăm dò nhìn đến tột cùng tình huống như thế nào khi cổ cảm giác nóng rực đột nhiên từ phần bụng chuyển dời đến cái mông, không đợi tiếu trạm kịp phản ứng, cảm giác nóng rực liền phun ra ngoài, phốc phốc phốc. Phốc phốc, phốc, phốc tiếu trạm sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, lâm vào trạng thái đờ đẫn, cùng lúc đó, hôi thối khó ngửi đạm màu vàng ô uế thuận tiếu trạm hai chân chảy xuống, làm người cực độ buồn nôn, ta. Tiêu chảy rồi, một tên vô tượng cảnh. Đã mấy trăm năm không dính khói lửa trần gian cường giả thế mà tiêu chảy rồi, nói đùa cái gì? Quả thực sĩ nhục, tiếu trạm mặt như màu đất, khó mà tiếp nhận, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, mà đó cũng không phải kết thúc, rất nhanh, cổ thứ hai cảm giác nóng trực liền truyền đến, không, tiếu trạm cuồng loạn bào hiếu, biểu lộ tràn ngập sợ hãi, giờ này khắc này, hắn nơi nào vẫn không rõ, là Hứa Thư đang làm trò quỷ, nhưng vấn đề là, Hứa Thư làm được bằng cách nào? Phốc phốc phốc, phốc phốc, phốc, vòng thứ hai phun ra trực tiếp bắt đầu, theo linh lực lọt vào ăn mòn. Tu Vi ngã xuống, Tiếu Trạm càng thêm quệ oải, cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị kéo ra ngoài, thậm chí đã chậm rãi duy trì không được phi hành trạng thái. Ta nhìn ngươi thay cái danh hiệu đi, đừng kêu cái gì quỷ ảnh, đổi thành phun ra chiến sĩ. Thế nào? Hứa Thư cười tủm tỉm nói. Chương 279, sát thủ tụ tập, ngươi đối ta làm cái gì? Tiếu Trạm khóc không ra nước mắt rốt cục cảm nhận được kia loại sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi, nhìn về phía hứa thư ánh mắt cũng từ khinh miệt chuyển biến thành sợ hãi, tựa như đang nhìn ma quỷ, dĩ vãng loại cảm giác này hẳn là tại hắn mục tiêu trên thân mới đúng, tóm lại, hối hận, liền là phi thường hối hận. Sớm biết như thế, tiếu trạm tuyệt sẽ không tùy tiện hạ tràng, hẳn là trước nút trong bóng tối quan sát một đoạn thời gian, trên thực tế, tiếu trạm bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đều cực kỳ cẩn thận, ít nhất phải lặp đi lặp lại xác định ba lần lại động thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, nhưng lần này, tiếu trạm hoàn toàn bị phong phú thù lao làm choáng ván đầu óc. Căn bản không nghĩ quá nhiều, sợ chậm một bước liền sẽ để người khác cướp đi treo thưởng, kết quả là bi kịch, không có gì, chỉ là cho ngươi tăng thêm một chút đồ vật mà thôi, hứa thư vô tội nhúng nhúng vai, tiếu trạm, cái này mẹ nó là một chút đồ vật sao? Ta đều nhanh kéo 10 phút đồng hồ mà lại vô luận tiếu trạm như thế nào kẹp chặt cơ vòng đều vô dụng. Hôi thối khó ngửi ô uế từ đầu đến cuối có thể không ngừng phun ra, sau đó thuận hai chân lưu lại, đem hắn phủ lên thành một cái phân người hỗn đản. ta liều mạng với ngươi, buồn bực xấu hổ phía dưới, tiếu trạm ngửa mặt lên trời gào thét, muốn rách cả mí mắt, triệt để từ bỏ dãy dụ, chợt thôi động toàn thân tất cả linh lực, chuyển thủ làm công, quyết định cùng hứa thư đồng quy vu tận tiếc nuối là, tiếu trạm đánh giá cao chính mình, muốn cùng hứa thư đồng quy vu tận. Ha ha, quả thực thiên phương dạ đàm, phốc, chơi chán hứa thư bấm tay gãy nhẹ, trực tiếp làm tiếu trạm nổ thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, chính như trước đó nói, đối với muốn người ám sát hắn, hứa thư cũng sẽ không nhân từ nương tay, dưới mặt đất hắc ám thế giới sát thủ bản xếp hạng 93. Hung danh hiển hách tiếu trạm, cứ như vậy xui xẻo hồ bôi chết tại thanh hồ trên không phần phật, theo tiếu trạm vẫn lạc, chung quanh sương mù tràn ngập lập tức giống như băng tuyết giống như tan rã, cấp tốc lui tán, khôi phục quang minh, ầm, thuyền nhỏ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào nước bên trong, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cô Đông, hứa thư nhấp một hớp linh tửu, thao túng thuyền dừng sát ở cách đó không xa một hòn đảo một bên, tiếp tục đi dạo, bất quá ngắn ngủi nửa ngày, đã có hai cái sát thủ tìm tới hắn, nhìn đến tựa hồ đánh giá thấp nhận lấy treo thưởng nhiệm vụ tu sĩ số lượng A, phải biết, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi, đã như vậy. Vậy liền dứt khoát tập trung lại duy nhất một lần giải quyết đi. Cũng tiết kiệm phiền phức, lan đến gần những người khác, hạ quyết tâm, hứa thư lại tại thanh hồ du ngoạn một lát, liền nên ngang rời đi, trên đường đi, hứa thư không có chút nào che giấu hành tung ý tứ, thẳng đến ngoài thành mà đi, không bao lâu linh yêu hội quán liền khóa chặt hứa thư vị trí cụ thể hắn đây là muốn làm gì không rõ ràng tranh thủ thời gian phái người đi theo nhớ kỹ phải gìn giữ thiện ý đừng áp quá gần một khi xuất hiện tình huống gì lập tức cho ta biết đúng cứ như vậy mấy tên linh yêu hội quán thành viên xa xa đi theo hứa thư sau lưng tùy thời mà động chỉ chốc lát lại có mấy đạo thân ảnh trong bóng tối đuổi theo lặng yên không một tiếng động chậm rãi chờ cơ hội cùng lúc đó tầm mắt cuối cùng một tòa cao tới trăm mét cao ốc mái nhà một nam một nữ chính lấy hứa thư làm đầu nguồn nghiêm túc quan sát đến phụ cận tràn cảnh biểu lộ phá lệ cảnh giác không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh chỉ thấy nam mái tóc xù bích đồng mũi cao thẳng mặt mũi tràn đầy râu quai nón anh tuấn tà mị xem xét cũng không phải là vân hoàng người trong nước nữ thì tiên diễm tịnh lệ mặc một thân màu đen tiếp thân áo da. Có lồi có lõm, đồng dạng không phải vân hoàng người trong nước, ha ha, một đám tạo hóa cảnh cấp bậc sâu kiến cũng dám nhận lấy treo thưởng, thật sự là không biết sống chết, nam tử đảo qua mấy cái trong bóng tối theo dõi hứa thư, tự nhận là đầy đủ bí ẩn tu sĩ, nhịn không được cười lạnh. Làm hắc sắc vương tọa tuyên bố thù lao là 10 cây cấp 6 thiên tài địa bảo cùng 10 cái lục phẩm đang dược lúc, liền chú định việc này đã cùng tạo hóa cảnh cấp bậc sát thủ không có gì quan hệ, trừ phi cái nào đó gia hỏa vận khí tốt, sách trước đuổi tới Lâm Nguyên thành phố xử lý hứa thư, sau đó cầm đầu người cấp tốt rời đi, hướng hắc sắc vương tọa hối đoái treo thưởng, nếu không còn lại vô tượng cảnh cường giả có thể nào cho phép, mà bây giờ hứa thư hoàn hảo không chút tổn hại. Liền chứng minh cho đến trước mắt còn không người thành công, như vậy tiếp xuống liền không tới phiên tạo hóa cảnh, thôi đi, lại không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nữ tử biểu môi không quan trọng mà nói lần nào chúng ta nhận lấy nhiệm vụ lúc sẽ không gặp phải một chút ngu xuẩn sâu kiến cũng đúng nam tử gật đầu làm sát thủ nghề này ngoại trừ một ít tu luyện tà pháp hoặc tìm kiếm kích thích đặc thù biến thái bên ngoài phần lớn người cũng là vì linh thạch tài nguyên chỉ cần thù lao đủ phong phú coi như biết rõ thực lực mình yếu cũng sẽ ôm tâm thái chờ may mắn nếm thử một phen Nói một cách khác, nếu như bây giờ hắc sắc vương tọa đem treo thưởng tăng lên gấp 10, nhưng mục tiêu thiết đặt làm vô tượng cảnh đỉnh phong chính là đến đăng thiên cảnh cường giả. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ nghĩ đục nước béo cò, đi theo lẫn vào một cước, cùng phía dưới những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ không có gì khác biệt, thế nào, có nắm chắc không, nữ tử hỏi thăm, tạm thời không có, nam tử lắc đầu, nếu có biết rõ dưới mặt đất hắc ám thế giới sát thủ bản người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra bọn hắn, bởi vì hai người chính là tới từ Thánh Liên Bang. Sát thủ bản xếp hạng thứ 81, 82 máu tươi hoa hồng tổ hợp, Asterbron cùng Emily Rui, ta cũng không có, Emily Rui vẻ mặt nghiêm túc mà nói, người này rõ ràng toàn thân trên dưới không có chút nào linh lực ba động, nhưng dù sao cảm giác tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, hẳn là dùng bí pháp nào đó ẩn nặc khí tức, Asterbron cao mày nói, tóm lại ngàn vạn không thể coi thường trước quan sát một hồi vừa vặn để mấy cái kia sâu kiến hỗ trợ tìm kiếm gió đang có ý này emily rui phụ họa theo đuôi không chỉ máu tươi hoa hồng giờ này khắc này chí ít đã có mười mấy tổ sát thủ đuổi tới lâm nguyên thành phố khóa chặt hứa thư kích động đây chính là tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp chỗ tốt tin tức độ cao phát đạt không chỉ có thể nhanh chóng vượt qua mấy vạn dặm chính là đến khoảng cách mười mấy vạn dặm, càng có thể nhẹ nhõm tìm tới một cái người, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hứa thư một bên tiến lên, một bên tự lẩm bẩm, đã sớm đem tất cả theo dõi hắn tu sĩ toàn bộ thu hết vào mắt, quả nhiên mắt câu rồi, hứa thư nhếch miệng lên, tiếp tục không nhanh không chậm hướng ngoài thành đi đến, ước chừng nửa giờ sau. Hứa thư đi tới ngoài thành trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra vừa mua sách manga say sưa ngon lành nhìn, Ê! Hắn đang nhìn cái gì? Cố ý chạy đến nơi đây, công pháp bí tịch. Thần thông đạo thuật, không đúng, tựa như là. Sách manga, khắp, sách manga. Cái gì sách manga, trên đó viết, kim lân há lại vật trong ao, trong đó có cái gì ảo diệu sao, mười mấy tổ sát thủ nội tâm nghi hoặc. Trăm mối vẫn không có cách giải chỉ có hứa thư từ đầu đến cuối một bộ đạm định tự nhiên bộ dáng, bưng lấy sách manga tinh tế phẩm đọc, mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, rốt cục có cái sát thủ dẫn đầu ngồi không yên. Chương 280, quét ngang nghiền ép, lâm nguyên thành phố bên ngoài, hoang không người thuốc lá đỉnh núi, hứa thư ngồi xếp bằng ngồi tại trên một tảng đá, say sưa ngon lành lật xem, kim lân há lại vật trong ao, nhếch miệng lên, đối với bên trong tinh mỹ hình tượng rất là hài lòng, nghĩ không ra dị giới cũng có sáng tác tạo nghệ cao siêu như vậy mangaka, cộc cộc cộc, đúng lúc này. Một cái đầu đầy tóc vàng, vỏ trang đầy đủ người da trắng từ lộn xộn không chịu nổi bụi cây bên trong đi ra, quan sát tỉ mỉ lấy hứa thư, xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, mới dùng sức sẹo vân hoàng quốc ngữ nói, hắc hắc, treo thưởng là của ta, kỳ thật đến bọn hắn cấp bậc này. Ngôn ngữ đã không phải là cái gì chướng ngại, coi như không thông, cũng có thể bằng vào linh thức trực tiếp nghe hiểu đối phương ý tứ. Cho nên trình độ nào đó giảng, ngôn ngữ chỉ là cái hình thức mà thôi, Trâu ria, đối phương kiên trì nói vân hoàng quốc ngữ, không khỏi có vẻ hơi buồn cười, thấy thế, hứa thư không nhanh không chậm khép lại sách manga, ngẩng đầu nói, chỉ có một cái sao, giờ này khắc này, núi rừng chung quanh chí ít đã tụ tập 30 tổ sát thủ, không nghĩ tới trước hết nhất đứng ra, lại là cái tạo hóa cảnh. Quả nhiên, thực lực càng mạnh càng cẩn thận, cực kỳ tốt, vậy liền như các ngươi mong muốn đi, cái gì ý tứ? Tóc vàng người da trắng sững sờ, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, hứa thư lười nhác giải thích, bấm tay gãy nhẹ, phốc, ngô, tóc vàng người da trắng kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm lập tức chảy xuống máu đỏ tươi, chậm rãi nhỏ xuống, bịch. Tóc vàng người da trắng há to miệng, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, lập tức ánh mắt cấp tốc ám đạm ngã trên mặt đất mất đi sinh tức nháy mắt dết từ đầu đến cuối tóc vàng người da trắng thậm chí không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì cứ như vậy xui xẻo hồ bôi chết mất mà hứa thư ý tứ thì rất rõ ràng thông qua nháy mắt dết tóc vàng người da trắng sinh ra chấn nhiếp để còn lại tìm ẩn tại phụ cận sát thủ lựa chọn biết khó mà lui làm xong những này hứa thư thu tay lại chỉ tiếp tục xem lên sách manga t thật là lợi hại trời ạ à thế mà một ngón tay liền nghiền chết, địch long thế nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh phong A, làm sao bây giờ, quả nhiên, nhìn thấy cảnh tượng này về sau, chúng sát thủ sắc mặt đại biến, đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhất là những cái kia cùng tóc và người da trắng tu vi tương đương tạo hóa cảnh sát thủ, nhau nhau ý thức được hứa thư chính là vô tượng cảnh cường giả, trải qua một phen xoắn suýt cùng nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng quyết định từ bỏ, không có cách, tạo hóa cảnh cùng vô tượng cảnh chi ở giữa trên lệch quá xa, điểm này từ hứa thư nháy mắt dết tóc và người da trắng liền có thể nhìn ra. Bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, hơi không cẩn thận sẽ còn mất đi tính mạng, cùng nó mạo hiểm đục nước béo cò, không bằng dứt khoát thay cái mục tiêu, huống chi hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm nơi này, cho dù nghĩ đục nước béo cò cũng không tới phiên bọn hắn, nghĩ như vậy, Nguyên bản tìm ẩn tại phụ cận 30 tổ sát thủ lập tức rút đi hơn phân nữa. Chỉ còn lại mấy tổ vô tượng cảnh cường giả, còn có một bộ phận không cam lòng tạo hóa cảnh tu sĩ, như cũ ông đục nước béo cò ý niệm, vung tay vung chân, nhanh thông tri đội trưởng. Còn có quán chủ, đã đang thông tri, đáng chết. Không nghĩ tới những sát thủ kia nhanh như vậy đã tìm được nơi này, bởi vì Linh yêu hội quán thành viên phần lớn tại phân thần cảnh tả hữu bởi vậy hoàn toàn không có phát giác được chung quanh sát thủ, thẳng đến tóc vàng người da trắng chủ động nhảy ra mới thôi, tóm lại, vô luận như thế nào, trước thông tri thượng tầng lại nói, rốt cuộc bọn hắn cũng không có biện pháp ngăn cản tạo hóa cảnh trở lên sát thủ, càng đừng đề cập tạo hóa cảnh đỉnh phong tóc và người da trắng đều bị hứa thư nháy mắt giết. Một bên khác, mấy tổ vô tượng cảnh sát thủ cũng tại phân tích hứa thư thực lực, thấy rõ ràng chưa, thấy rõ ràng, nhưng không biết là pháp thuật gì vì cái gì không cảm giác được linh lực ba động chẳng lẽ hắn dùng căn bản không phải linh lực nói đùa cái gì trên thế giới này ngoại trừ linh lực còn có cái gì lực lượng chẳng lẽ lại hắn là trên trời tiên nhân ách cũng đúng cứ việc hứa thư động thủ đánh chết một tên sát thủ nhưng lại không có thể vì bọn họ cung cấp bất kỳ tin tức gì duy nhất có thể lấy khẳng định là hứa thư tu vi tuyệt đối không thua kém vô tượng cảnh lại mang xuống chỉ sợ sẽ có cấp bậc cao hơn cường giả đuổi tới chúng ta có muốn thử một chút hay không emily rui đề nghị hắc sắc vương tọa lần này truy sát treo thưởng mặt hướng thánh liên bang vân hoàng thần ưng ba nước bất kỳ người nào đều có thể nhận lấy nói một cách khác đăng thiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ mặc dù đăng thiên cảnh cấp bậc sát thủ cơ hồ rất ít ẩn hiện nhưng người nào có thể bảo chứng có thể hay không tâm động đâu mà một khi đăng thiên cảnh cường giả hạ tràng, liền lại đối với bọn họ chuyện gì, huống hồ cho dù là vô tượng cảnh đỉnh phong. Cũng sẽ cùng cái khác vô tượng cảnh tu sĩ hình thành khổng lồ trên lệch, mà vô luận Emily Rui, vẫn là actor Rome, đều chỉ có vô tượng cảnh trung kỳ, trước mắt có lẽ có thể quét ngang còn lại sát thủ, nhưng chờ vô tượng cảnh hậu kỳ, chính là đến đỉnh phong cường giả đuổi tới, hết thảy ưu thế đem không còn sót lại chút gì, có thể. Arterbron gật đầu nói, tận lực tốt chiến tốt thắng. Không muốn trì hoãn, một khi đắc thủ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây, để tránh phức tạp. Cuối cùng, sát thủ đều là thuộc về không bị pháp luật cho phép nghề nghiệp, nếu để Linh yêu hội quán phát hiện, tất nhiên lại là một phen tranh đấu, mà giết nhau tay tới nói, liền đáng sợ liền là cùng Linh yêu hội quán, hắc sắc phương tọa loại quốc gia này tính chất ngành đặc biệt va chạm. So sánh dưới, sát thủ quả thực không đáng giá nhắc tới, minh bạch, Emily Rui cười nói, hai người bọn họ am hiểu nhất chính là phối hợp ám sát, tốt chiến tốt thắng, chỉ cần chiếm cứ thực lực ưu thế, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể phân ra sinh tử, đợi chút nữa giống như ngày thường, ta phụ trách chính diện kiềm chế, ngươi phụ trách tìm đúng thời cơ khía cạnh tập kích. Tranh thủ một kích trọng thương, chế định hiếu chiến thuật, Atterbrun cùng Emily rui hóa thành một vòng âm ảnh dung nhập dưới mặt đất, lặng yên không tiến động hướng phía hứa thư tới gần, nhưng mà hai người không biết là, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị hứa thư thu hết vào mắt, ai, thở dài, hứa thư lần nữa khép lại sách manga, kiên nhẫn chờ đợi, bành, tại khoảng cách hứa thư còn sót lại khoảng 10 mét lúc. Atterbrun mảnh xông ra, kiếm trong tay lưỡi đao trong nháy mắt vạch phá không khí, thẳng đến hứa thư mi tâm, ba, hứa thư không nhúc nhích tí nào, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ như không có vật gì kẹp lấy lưỡi kiếm, cái gì, Asterbron khó mà tin trừng to mắt, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác, hứa thư lại dùng hai ngón tay kẹp lấy hắn cực phẩm linh khí, không đợi Asterbron tiếp nhận sự thật. Hứa thư cổ tay chuyển một cái, tạp sát, lưỡi kiếm theo tiếng cắt thành hai đoạn, Asterbron chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc cự lực truyền đến. Cả người nhất thời như gặp phải trọng kích, bay ngược ra cách xa hơn trăm mét, liên tục đụng gãy vài gốc đại thụ mới rốt cục dừng lại. Ngay sau đó, hứa thư cầm bị bẻ gãy một nửa lưỡi kiếm, tiện tay ném một cái, cốc cốc. Ở vào ẩn nấp trạng thái Emily Rui lập tức theo chi hiện hình, bị một nửa lưỡi kiếm cắm trung tâm bẩn, bị trọng thương, Arthur đôn triệt để mộng bức, gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì.